Y đạo quan đồ, trương nhất Trâm Trương 656, quan trường thất ý. Ngô Minh tuy rằng mặt tươi cười, nhưng lọt vào mắt Trương Dương thì thằng cha này căn bản là hư tình giả ý. Trương Dương cũng cười nói cảm ơn sự quan tâm của phó bí thư bí thư Ngô, bệnh của tôi đã đỡ rồi, hôm nay định chính thức trở lại cương vị công tác đây. Ngô Minh gật đầu, nói tốt, tốt. Trương Dương nhân cơ hội cáo từ, Lưu Diễm Hồng đối với vấn đề cá nhân của hắn có chút quan tâm thái quá, mỗi lần đều hỏi cho Trương Đại Quan Nhân sứt đầu mẻ chán. Lưu Diễm Hồng nhìn Trương Dương vội vàng bỏ chạy, không khỏi cao giọng nói, cậu đừng có đi vội, tôi còn chưa nói xong mà. Lại nhìn thấy Trương Dương đã chui vào xe pí chắp, lái xe rời khỏi bãi đỗ xe. Lưu Diễm Hồng không nhịn được liền mắng, cái thằng láo tuét này, chạy nhanh thật. Ngô Minh cười nói, có lẽ cậu ta thực sự có việc. Lưu Diễm Hồng nhìn Ngô Minh, bỗng nhiên nhớ tới chuyên viên tưởng minh xã của Trung Kỳ ủy vẫn còn ở ủy ban kỷ luật đợi mình, vội vàng nói, không nói chuyện nữa, tôi phải tới ủy ban kỷ luật đây. Ngô Minh đi theo cô ta, nói, bí thư Lưu, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Lưu Diễm Hồng có chút do dự. Ngô Minh nói, tôi vừa tới Nam Tích cũng không có bạn bè gì, cô cũng từ Đông Giang tới, chúng ta tùy tiện nói chuyện một chút, Nam Dương Quốc tế nhé, 6 rưỡi tối, cô thấy sao? audio điện tử võ tấn bền. Ngô Minh đã nói đến nước này, Lưu Diễm Hồng cũng không thể nào từ chối được, Lưu Diễm Hồng gật đầu, được, có điều tôi còn có chuyện chưa làm sao, không nhất định sẽ tới đúng giờ đâu. Muộn thế nào tôi cũng chờ cô. Trương Dương về ủy ban thể dục thể thao, phát hiện trong ủy ban thể dục thể thao im ắng, trong sân cũng không có ai, Trương đại quan nhân có chút kỳ quái, hỏi bảo vệ ở cửa mới biết tất cả mọi người đang ở trong phòng họp. Trương Dương nghĩ thầm đã họp rồi mình cũng không nên làm phiền, hắn đi lên văn phòng của mình ở tầng 2, khi lặng lẽ đi qua cửa phòng họp, đột nhiên nghe thấy một tiếng nói đồng loạt, chào chủ nhiệm Trương. Trương đại quan nhân bị tiếng chào bất thình lình khiến cho giật mình, lại nhìn thấy tất cả mọi người ở trong phòng hội nghị đứng lên rồi đồng thời vỗ tay. Chàng vỗ tay này là để hoan nghênh hắn đã trở về, Trương Dương hai đời làm người, đã nhìn quen gió mưa, rất ít khi bị chàng diện như thế này khiến cho cảm động. Nhưng hôm nay trong lòng lại ấm áp rạt rào, hắn chậm rãi bước vào phòng họp, tiếng vỗ tay càng lúc càng nhiệt liệt. Sau khi Trương Dương nghỉ bệnh, một mực do phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thôi quốc trụ chủ trì công tác, y cười cười đi tới bên cạnh Trương Dương, đón Trương Dương vào bên trong phòng họp. Tiếng vỗ tay kéo dài mãi vẫn chưa dứt, cho tới khi Trương Dương lên tới bục chủ tịch, làm động tác hạ hai tay xuống, tỏ ý bảo mọi người dừng vỗ tay thì tiếng vỗ tay mới dần dần lắng đi. Thôi quốc trụ lớn tiếng nói, chủ nhiệm trương đã trở lại, tôi như chút được gánh nặng, từ hôm nay trở đi, công tác của Ủy ban Thể dục Thể thao chúng ta lại do chủ nhiệm trương phụ trách. Tiếng vỗ tay lại vang lên. Trương Dương không thể không lặp lại động tác vừa rồi của hắn, hắn giọng nói cảm ơn sự hoan nghênh của mọi người đối với tôi, cũng cảm ơn mọi người quan tâm đến tôi như vậy, trong lúc tôi nghỉ bệnh, mọi người vất vả rồi. Chủ nhiệm Trương vất vả rồi, không biết là ai lớn tiếng hô lên. Trương Dương mỉm cười, những người khác cũng cười theo. Trương Dương nói, tôi hy vọng ủy ban thể dục thể thao chúng ta vẫn như trước kia, bất kể là tôi có mặt hay không, mọi người đều phải làm việc nghiêm túc. Năm nay ủy ban thể dục thể thao chúng ta phải gánh trách nhiệm rất nặng nề, vận hội tỉnh cử hành ở Nam Tích, từ hôm nay trở đi, chúng ta phải tiến vào trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu khẩn trương, không chỉ phải làm tốt công tác chuẩn bị vận hội tỉnh, còn phải động viên các vận động viên, trên vận hội tỉnh lần này phải nỗ lực phấn đấu dành một thành tích thật tốt cho toàn thể người dân thành phố nam tích trương dương trở lại văn phòng không lâu hai phó chủ nhiệm thôi quốc trụ và lý hồng dương đều theo vào há bảo phó trường trinh đi pha trà cho họ lại đặt tập văn kiện mà tống hoài minh đưa vào trong tủ bảo hiểm hắn thở dài nói các anh đó làm long trọng như vậy làm gì thôi quốc trụ cười nói là ý của mọi người nghe nói chủ nhiệm trương quay lại đi làm mọi người đều rất mong ngóng cho nên tụ lại ở trong phòng hội nghị biểu đạt một chút tâm tình hoan nghênh của chúng tôi đối với anh. Trương Dương cười nói, vớ vẩn, truyền ra ngoài không biết người ta sẽ nói gì. Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm Trương không phải không bao giờ bận tâm tới những lời mà người khác nói ư. Sao giờ lại đột nhiên quan tâm tới ảnh hưởng quần chúng như vậy? Trương Dương nói, trước khác nay khác, Nam Thích xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta cũng đừng gây thêm loạn làm gì. Thôi Quốc Trụ và Lý Hồng Dương liếc mắt nhìn nhau, sự biến động của cục diện chính trị Nam Tích bọn họ đều biết rõ, hiện tại tất cả cán bộ trong thể chế Nam Tích chú ý nhất chính là chuyện của tập đoàn tham ô của Từ Quang Nhiên, Thôi Quốc trụ bởi vì trước đây đi lại gần gũi với Từ Quang Nhiên, gần đây trong lòng vẫn luôn thấm thỏm. Trước khác nay khác, trước đây khi Từ Quang Nhiên không xảy ra chuyện gì, cán bộ Nam Tích đều cảm thấy vinh quang vì quan hệ được với y, nhưng hiện tại sau khi Từ Quang Nhiên xuống ngựa, cả đám đều sợ dính líu đến y. Thôi Quốc trụ nói, chủ nhiệm Trương khoản tiền bán đấu giá khu đất sân thể dục cũ có thể xảy ra vấn đề. Trương Dương nhíu mày nói, chuyện này trước tiên gác tạm sang một bên, lão thôi à, công tác của ủy ban thể dục thể thao anh còn phải tiếp tục chủ trì vài ngày. Thôi Quốc trụ kinh ngạc nói, sao cơ? Y thật sự không muốn chủ trì công tác nữa, trong khoảng thời gian Trương Dương bị bệnh, tuy rằng cấp trên giao công tác của ủy ban thể dục thể thao cho y phụ trách, nhưng y không hề có được bao nhiêu quyền lực thực tế, y cũng hiểu rõ mình chỉ là lâm thời thế thân chi tiêu trên tài vụ y không dám quyết định, cho dù là việc nhỏ, y cũng phải thương lượng với mấy phó chủ nhiệm khác, trước khi Trương Dương đến, giữa mấy phó chủ nhiệm của Ủy ban Thể dục Thể thao đều không phục nhau, theo sự có mặt của Trương Dương. Tất cả mọi người đều phục hắn, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ đã thay đổi, thôi quốc trụ vẫn không thể phục chúng, nói thật thời gian này chủ trì công tác, thôi quốc trụ cũng gặp không ít khó khăn, y hận không thể tức khắc giao quyền lực ra, thực sự không hy vọng lại có biến cố gì nữa. Trương Dương nhìn Thôi Quốc Trụ, không khỏi có chút buồn cười, xem ra Thôi Quốc Trụ là thật lòng không muốn làm chủ nhiệm của Ủy ban thể dục thể thao, hắn cười nói: "Đừng khẩn trương, cuối tuần giải thi đấu điền kinh toàn quốc sẽ cử hành ở thành phố Nam Võ tỉnh Vân An, tôi được mời đến tham quan thi đấu, còn phải tham gia một hội nghị cán bộ của Ủy ban thể dục thể thao quốc gia, lần này cả đi cả về chắc là hơn 10 ngày, tôi đi ra ngoài, ở đây cũng phải có người phụ trách chứ." Thôi Quốc Trụ nghe nói là chuyện này, y cũng yên tâm Loại công tác này y có thể miễn cưỡng diễn tiếp được. Trương Dương nói với Lý Hồng Dương, "Lão Lý à, anh đi cùng tôi nhé." Lý Hồng Dương gật đầu, y không có ý kiến gì, gần đây thành phố Nam Thích bởi vì từ quang nhiên xuống ngựa mà biến thành thần hồn nát thần tính, đi ra ngoài giải sầu cũng tốt cũng tốt. Trước đây Lý Hồng Dương không chỉ một lần tham gia hội nghị tương tự, đơn giản là du sơn ngoạn thủy, nhân tiện ăn uống an dưỡng, không hơn không kém. Sau khi thôi quốc trụ và Lý Hồng Dương rời đi, phó trường trinh tới bên cạnh trương dương nói chủ nhiệm trương người bạn đó của anh cơ hồ mỗi ngày đều tới tìm anh ai vậy trương dương kinh ngạc nói triệu thiên tài anh bảo tôi an bài cho anh ta ở nam dương quốc tế ở nhiều ngày lắm rồi mà vẫn chưa có ý định đi trương dương vỗ vỗ gáy mình sau khi về nước đã vứt triệu thiên tài ở đó đây chính là vị hảo huynh đệ đã cam khổ với hắn ở nước mỹ trương dương nói đợi lát nữa tôi đi gặp hắn phó trường trinh gật đầu xoay người chuẩn bị đi ra ngoài, Trương Dương lại nhớ ra một chuyện, sao không thấy chủ nhiệm thường đâu nhỉ? Người mà hắn nói là thường hải tâm, hôm nay trong phòng họp, Trương Dương đặc biệt lưu ý một chút, tất cả nhân viên của Ủy ban Thể dục Thể thao Cơ hồ đều có mặt, nhưng lại không tìm thấy bóng dáng của thường hải tâm. Phó Trường Trinh nói, cô ta á, chắc là đang ở trung tâm tin tức, mấy ngày gần đây, cô ta mỗi ngày đều tới văn phòng của anh đó. Thường Hải Tâm ngồi lặng trước máy tính, Ánh mắt mê man lộ ra vẻ tâm thần không yên, từ trong ánh sáng phản chiếu của màn hình nhìn thấy một bóng người bước tới phía sau cô ta, Thường Hải Tâm cắn cắn môi, nói khẽ anh đã về rồi à? Trương Dương ừ một tiếng, kéo ghế ngồi xuống bên trái Thường Hải Tâm, Thường Hải Tâm nhìn từ mặt nghiêng rất đẹp, chán đầy đặn, mũi cao thẳng, đường cong đôi môi và cái cằm rất xinh, cô ta vẫn không nhìn Trương Dương, ngón tay thon dài trắng nõn gõ bàn phím một cách không mục đích. Trương Dương cũng không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn cô ta, thấy trong mắt cô ta đã ngấn lệ, cô ta bỗng nhiên đứng dậy, xin lỗi, tôi phải ra ngoài một chuyến. Thường Hải Tâm nhanh chóng chạy vào phòng trong, ở sâu trong lòng cô ta cảm thấy rất vui mừng và an ủi vì Trương Dương đã trở về, nhưng nhiều ngày như vậy không có tin tức của Trương Dương, cô ta không có lúc nào là không cảm thấy lo lắng cho hắn, nghe thấy giọng Trương Dương, đột nhiên cảm thấy ủy khuất, tâm tình biến thành cực kỳ phức tạp. Cô ta sợ mình rơi lệ ở trước mặt Trương Dương, sợ tình cảm của mình mất đi khống chế. Khi Thường Hải Tâm quay lại trước máy tính thì phát hiện Trương Dương đã đi rồi, trên màn hình hiện lên hai chữ tôi hiểu. Triệu Thiên Tài trong khoảng thời gian này sống rất thoải mái, trong tay còn có không ít đô la, bởi vì Trương Dương trước đó đã an bài, gã ở Nam Dương quốc tế không phải tốn tiền, lợi dụng khoảng thời gian này gã du lịch gần Nam Tích. Những năm này, gã ở Mỹ Quốc một mực đều sống trong cảnh lén lút không thấy ánh mặt trời, theo Trương Dương trở về quốc nội, đột nhiên có một loại cảm giác như thấy lại ánh sáng, chỉ là thằng ôn Trương Dương này không biết đi đâu rồi. Cho nên khi nhìn thấy Trương Dương bước vào, triệu thiên tài không nhìn được liền bắt đầu trách móc, nói sao cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử, cùng chung hoạn nan, thằng ôn này không nói tiếng nào cứ vậy bỏ đi, triệu thiên tài tuy rằng tới Trung Quốc, nhưng thân phận của gã hiện tại rất có vấn đề, thiếu một thân phận chính thức, gã cũng không dám đi loạn. Triệu thiên tài nói, tôi nói này, anh cứ vậy không nói tiếng nào bỏ đi, tôi phải làm sao đây? Cái gì mà anh phải làm sao đây? Trương Dương ngồi dựa vào salon, cầm quả táo ở trên bàn uống trà lên cắn một miếng. Triệu Thiên Tài nói, thân phận của tôi ý, những ghi chép quá khứ của tôi. Trương Dương cười cười, trước khi tới đây hắn đã liên hệ với hình Chiêu Huy, hình Chiêu Huy đáp ứng giúp Triệu Thiên Tài sửa lại tất cả thân phận. Trương Dương nói, yên tâm đi, vài ngày nữa thân phận của anh sẽ được làm lại, anh sẽ có giấy chứng minh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chúng ta, những ghi chép trước đây sẽ được xóa sạch sẽ anh sau này thích đi đâu thì đi triệu thiên tài nghe vậy mừng rỡ vô cùng gã đi tới ngồi xuống bên cạnh trương dương vậy thì phải cảm ơn anh rồi cảm ơn cái gì anh ở mỹ giúp tôi nhiều như vậy tôi có nói chữ cảm ơn nào đây đó là vì anh không biết lịch sự tu dưỡng giáo dục của tôi quyết định tôi phải nói chữ cảm ơn này rời khỏi nước mỹ triệu thiên tài cũng khôi phục lại máu hài hước trương dương cười ha ha hắn nhìn chung quanh một vòng rồi nói sống thế nào triệu thiên tài nói tốt chỉ là không có giấy tờ tôi chỉ dám đi dạo ở gần nam tích mỗi ngày đại đa số thời gian đều là ở trong khách sạn thực sự có chút buồn chán về sau có tính toán gì không triệu thiên tài nói một bước một bước tính một bước thôi tạm thời vẫn chưa có tính toán gì trương dương gật đầu kỹ thuật sửa xe của anh tốt như vậy không dùng thì thật sự là quá lãng phí ở chung quanh trung tâm thể dục mới xây không ít cửa hàng, có một số đã xây xong rồi, đang cho thuê, hay là tôi lưu lại cho anh mấy căn, làm một xưởng sửa chữa xe hơi, trước tiên ổn định công việc đã rồi tính tiếp." Triệu Thiên Tài nói, "Tôi không có tiền." Trương Dương cười nói, "Tôi tìm người tài trợ, anh nhận làm là được rồi." Triệu Thiên Tài nói, "Được, không thành vấn đề." Gã đối với tương lai của mình căn bản không có kế hoạch gì, rất là mù mịt căn bản chưa từng nghĩ tương lai sẽ phát triển như thế nào, cho nên Trương Dương nói gì thì gã nghe nấy. Trương Dương nhìn nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ cơm rồi, hắn nói với Triệu Thiên Tài, đi thôi, chúng ta cùng tới Hải Thiên ăn cơm, tôi vừa hay giới thiệu mấy người bạn cho anh. Khi hai người tới đại sảnh khách sạn thì gặp Lưu Diễm Hồng, Trương Dương nhìn thấy cô ta liền có chút đau đầu, hôm nay không biết là làm sao mà cứ gặp cô ta suốt. Có điều cấp bậc của Lưu Diễm Hồng bày ra đó, vì lịch sự nên hắn vẫn phải chào hỏi, Trương Dương đành bước tới, cười nói, bí thư Lưu, sao lại gặp mặt rồi? Lưu Diễm Hồng cũng không khỏi bật cười, đúng vậy, lại gặp mặt rồi, bí thư ngô hẹn tôi đi ăn cơm, cùng ăn nhé. Trương Dương nghe nói Lưu Diễm Hồng là được Ngô Minh mời, lập tức nghĩ tới khuôn mặt hư tình giả ý của Ngô Minh, Trương Dương đối với Ngô Minh trước giờ không có hảo cảm gì, người này cả ngày ân cần vồn vã với Lưu Diễm Hồng, chứng tỏ là muốn theo đuổi Lưu Diễm Hồng, Trương Dương lo lắng Lưu Diễm Hồng phải chịu thiệt, nhỏ giọng nhắc nhở cô ta, bí thư ngô đối với chị rất đặc biệt. Lưu Diễm Hồng nghe thấy câu này, mặt không khỏi đỏ lên, gắt thằng nhóc cậu nói năng bậy bạ gì đó. Quan hệ công tác bình thường thôi. Trương Dương nói, tình cảm trên công tác cũng có thể thăng hoa, người cùng đơn vị sau cùng trở thành vợ chồng nhiều lắm. Lưu Diễm Hồng bị hắn nói cho mặt đỏ tim đập, nhất thời không ngờ lại quên mất chuyện của hắn và sở yên nhiên, gắt nói linh tinh ít thôi, những lời đồn thường là do loại người như cậu tạo ra đó. Trương Dương nói, chị Lưu à, tôi là quan tâm tới chị thôi, lòng người khó đoán, nhất là chúng ta ở trong thể chế, cũng có loại tình cảm là mang mục đích chính trị, tôi lắm lời rồi, chị ăn muối còn nhiều hơn tôi ăn gạo cơ mà, tôi đi trước đây. Trương Dương nhìn ra Lưu Diễm Hồng khi nghe thấy câu này thì lộ ra vẻ không vui, lập tức cáo từ. Tối nay tâm tình của Lưu Diễm Hồng không tốt lắm, vừa rồi cô ta nhận được điện thoại của Tống Hoài Minh, Tống Hoài Minh ở trong điện thoại nói cho cô ta một tin, bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh đã có nhân tuyển khác, hy vọng lên chức của cô ta hoàn toàn tan biến. Lưu Diễm Hồng tuy rằng không phải là một nữ nhân có giã tâm quá lớn, nhưng mọi người ở xung quanh đều thấy cô ta làm rất tốt, khi cô ta cho rằng mình lần này nhận chức của tầng Lai Châu là chuyện chắc chắn thì lại xảy ra biến cố, trong lòng cảm thấy mất mát cũng là điều khó tránh khỏi. Ngô Minh cũng nhìn ra tình tự của Lưu Diễm Hồng không được tốt, y rất ga lăng đứng dậy, kéo ghế giúp Lưu Diễm Hồng Đợi cho Lưu Diễm Hồng ngồi xuống y mới trở lại vị trí của mình, rất ân cần rót một cốc sữa đậu nành cho Lưu Diễm Hồng, uống cốc sữa đậu nành trước đi cho ấm bụng. "Cảm ơn." Lưu Diễm Hồng cầm cốc sữa đậu nành ấm áp đó, ở sâu trong lòng lại cảm thấy lạnh toát như băng. Ngô Minh cũng không biết nguyên nhân khiến tâm tình của Lưu Diễm Hồng xuống thấp, y còn tưởng rằng công tác điều tra của cô ta ở Nam Tích gặp khó khăn, mỉm cười nói: "Thích ăn gì?" "Tôi đã xem thực đơn rồi, thức ăn của nơi này rất khá." đầu bếp đặc biệt là mời từ hong kong đến đó lưu diễm hồng ỉu xùi nói anh cứ xem mà gọi tôi thì thế nào cũng được ngô minh cười cười gật đầu vậy tôi tự chủ trương y gọi vài món thức ăn lại dưa một chai rượu vang mà mình mang đến cho nhân viên phục vụ mở sau khi rót rượu vang ngô minh nâng chén nào vì sự gặp lại ở nam tích của chúng ta lưu diễm hồng cũng chạm cốc với hắn nhấp một ngụm rượu rồi bỏ chén xuống không có ý dùng bữa ngô minh ân cần nói có phải là công việc rất bận không lưu diễm hồng nói vẫn ổn điều tra ở nam tích đã tiếp cận phần cuối rồi thêm vài ngày nữa là tổ điều tra của chúng tôi sẽ rời khỏi ngô minh nói nhìn ra được cô hôm nay không mấy vui vẻ chắc không phải là vì tôi chứ có phải là hình tượng của tôi đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến khẩu vị của cô không lưu diễm hồng không khỏi bật cười đừng nói vậy có liên quan gì tới anh đâu được rồi đừng nói đề tài vây quanh tôi nữa nói về anh đi. Ngô Minh uống một ngụm rượu, nói tôi thì có gì đâu, từ Lam Sơn tới Nam Tích, đổi thang không đổi thuốc, vẫn là phó bí thư thị ủy thôi, tiếp tục an tâm làm công tác đảng của tôi. Ngô Minh từ sau khi thất bại trong cạnh tranh vị trí bí thư thị ủy Lam Sơn với Thường Tụng, cả người trở nên trầm thấp hơn nhiều. Lần này bị điều tới Nam Tích, Ngô Minh không hề cảm thấy mất mát nhiều lắm. Y ngược lại cảm thấy vui sướng. Dù sao Y ở Lam Sơn đã bị coi là người thất bại, muốn lật mình cơ hồ là không có khả năng, tuy rằng thường tụng không hề bởi vì những hành vi của y trước đây mà tiến hành trả thù, nhưng muốn để thường tụng trọng dụng y là rất khó, thị trường thường lăng không trên tuổi tác thì cũng có ưu thế hơn so với y, y ở lại Lam Sơn cũng không có bất kỳ cơ hội phát triển nào, lần này bởi vì ban lãnh đạo Nam Tích thay đổi, y được điều đến Nam Tích, đối với Ngô Minh mà nói có nghĩa là có một cơ hội hoàn toàn mới. Thời gian y tới Nam Tích tuy rằng không lâu, nhưng y đối với hiện trạng quan trường của Nam Tích đã tiến hành một phen nghiên cứu sâu xa. Một đám thường ủy lấy từ quang nhiên tham ô bị mất chức, khiến Nam Tích để lại rất nhiều chỗ chống quyền lực. Chính quyền Nam Tích chắc chắn gặp phải một lần tẩy bài và quá trình sắp xếp lại hàng ngũ, biến động lớn có nghĩa là có cơ hội lớn. Bí thư thị ủy Lý Trường Vũ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Điều này có nghĩa là cơ sở chính trị của y ở Nam Tích không vững chắc, thị trường hạ bá đạt là nhân vật tôn thừa đạo trung dung nói trắng ra là một kẻ không dám nhận trách nhiệm, có thể nói chính đàn nam tích hiện tại rất hỗn loạn, càng hỗn loạn thì càng có cơ hội đi lên. Ngô Minh cho rằng một kỳ ngộ chính trị hoàn toàn mới đang bày ra trước mắt y. Chỉ cần y nắm giữ chuẩn, trong chính đàn tương lai của Nam Tích có thể có được một chỗ đứng. Lưu Diễm Hồng cũng tính là hiểu Ngô Minh, biết rằng người này rất có dã tâm, lúc trước bởi vì cạnh tranh trước bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn với thường tụng mà phí hết tâm tư. Sự chán nản khi thất bại, cô ta hiện giờ cũng đang phải nếm trải lưu diễm hồng nói tôi không tin anh có thể bằng lòng với chức phó bí thư thị ủy của anh ngô minh đương nhiên nhớ rõ bộ dạng chán nản trước kia của mình bị lưu diễm hồng nhìn thấy hết y cười nói ngay cả bản thân tôi cũng không tin tâm thái của tôi hiện tại giống như một lão tăng nhập định vậy đối với quyền lực sớm đã không còn thèm khát như trước đây đại khái là vì đã trải qua một lần vấp pháp lưu diễm hồng nhắc nhở y loại tâm thái này của anh cũng không ổn không sợ người làm cán bộ có dã tâm, chỉ cần loại dã tâm này chỉ dùng trong sự nghiệp là được, dùng trên con đường chính quy là hợp lý, nếu như thật sự biến thành vô dục vô cầu, tôi thấy dạng cán bộ này có 10 phần là không làm được gì. Ngô Minh cười ha ha, nói chưa gì mà cô đã chụp cho tôi cái mũ không làm được gì rồi, cái mà tôi nói chỉ là tâm thái, không phải là nói tôi vô dục vô cầu, có thể là sau khi trải qua một số vấp pháp, con người ta sẽ trở nên thực tế hơn. Tôi nghĩ tôi trước đây quá cố chấp quan vị của bản thân, mà bỏ qua trách nhiệm mà tôi thực sự phải coi trọng, lần biến động này đối với tôi mà nói chính là một cơ hội. Lưu Diễm Hồng trêu cơ hội để làm mới mình à. Ngô Minh cười nói, có thể nói như vậy, tôi muốn làm ra chút chuyện ở Nam Thích, làm được một số việc tốt. Y rất ân ân gắp một con tôm cho Lưu Diễm Hồng, đặt vào đĩa của cô ta. Lưu Diễm Hồng nói, anh không cần phải khách khí như vậy đâu. Cô là lãnh đạo, cứ coi như tôi đang nịnh hót cô. Lưu Diễm Hồng nói, tôi có gì hay đâu mà phải nịnh hót, chỉ cần là anh không làm trái pháp luật, không phạm sai lầm, tôi sẽ không tìm anh gây phiền phức. Ngô Minh nói, không thể nói vậy được, tôi từng nghe bí thư tàng nói, sau khi ông ấy về hưu, ủy ban kỷ luật sẽ do cô phụ trách. Quan hệ của Ngô Minh và Tăng Lai Châu rất tốt, cho nên từ chỗ y cũng nghe được một số tin tức. Nhắc tới chuyện này, Lưu Diễm Hồng không khỏi buồn chán, cô ta nhẹ giọng thở dài, tôi làm gì có năng lực đó. Ngô Minh ở trong quan trường lăn lộn nhiều năm, rất giỏi nghe tiếng đoán sắc, từ vẻ mặt của Lưu Diễm Hồng đã ý thức được chuyện này có thể có biến, y có chút hối hận vì đã nhắc tới đề tài này. Lưu Diễm Hồng nói, tổ chức đã xác định rồi, đồng chí Lưu Chiêu của Văn phòng chống tham nhũng đảng của Trung Kỳ ủy sẽ đến Bình Hải đảm nhiệm chức bí thư ủy ban kỷ luật. Con người ta khi buồn bực luôn muốn tìm một người để thổ lộ chỉ cần là ở trong thể chế, bất kể anh là nam nhân hay là nữ nhân. Đà kích của quan trường thất ý đều là cực lớn. Ngô Minh cuối cùng cũng hiểu Lưu Diễm Hồng vì sao hôm nay Thủy Trung tình tự không cao, thì ra là không giành được chức bí thư ủy ban kỷ luật. Cô ta và mình, trong lần biến động chính trị này đều dẫm trận tại chỗ, chẳng trách cô ta lại mất hứng như vậy, còn nhớ lần trước ở Đông Giang ăn cơm cùng nhau không? Lưu Diễm Hồng gật đầu. Ngô Minh nói, khi đó tâm tình của tôi so với cô còn kém hơn, Thật ra quan trường chính là như vậy đó, giống như là lên cao thì thấy núi nào cũng nhỏ, loại cảm giác đó ai cũng hướng tới, nhưng có thể làm được chỉ có một người. Chúng ta cảm thấy vị trí của mình không đủ cao, thủy chung ngẩng đầu nhìn lên trên, luôn muốn lên cao thêm một bước, khi thực sự lên rồi, lại phát hiện bên trên còn có vô số tầng, tôi gần đây bắt đầu cân nhắc lại, những quan viên chúng ta cả ngày trong đầu đều chỉ nghĩ tới trèo lên cao, nhưng lại rất ít có người chân chính dừng bước, thoải mái thưởng thức một chút phong cảnh ở xung quanh. Cho dù trèo lên cao rồi thì sao chứ? Liệu có cảm thấy cây cao gió cả không? Liệu có nhớ lại rằng trong quá trình mình không ngừng trèo lên phải chăng chỉ nhìn thấy bậc đá mà bỏ qua phong cảnh ở dọc đường? Hai mắt Lưu Diễm Hồng trở nên sáng ngời, cô ta không ngờ Ngô Minh có thể nói ra những lời có chiều sâu như vậy. Ngô Minh nói, đối với chúng ta mà nói gặp chắc trở chưa chắc đã là chuyện xấu, có thể khiến chúng ta càng nhận rõ được mình hơn, có thể khiến chúng ta chấn chỉnh lại thái độ làm người, thái độ làm quan. Lưu Diễm Hồng chủ động nâng chén, vì những lời này của anh, cạn chén. Trang trí trong ngoài Hải Thiên đã toàn bộ làm xong, nhưng vẫn chưa chính thức khai trương đón khách. Viên ba ban đầu định ngày khai trương vào mùng 8 tháng 3, ngày quốc tế phụ nữ. Vào ngày này gã đặc biệt mời chủ hiệp hội phụ nữ thành phố Nam Tích tới cắt băng Khánh Thành. Trang trí khách sạn toàn bộ đều do công ty kim điển của Thường Hải Long một tay làm tất. Viên ba sau Tết âm lịch liền tới Nam Tích, chuẩn bị công việc khai trương khách sạn bữa cơm hôm nay một là để nghinh đón Trương Dương trở về, hai là để đáp tả các vị bằng hiếu, tham dự tiệc tối có Trương Dương, Triệu Thiên Tài, Kiều Bằng Cử, Kiều Mộng Viện, Thường Hải Long, Thường Hải Tâm, Trình Diễm Đông, Cao Liêm Minh. Vốn viên ba mời Lương Thành Long, nhưng Lương Thành Long bởi vì bận việc tranh thầu ở Đông Giang, cho nên không thể đến được. Trương Dương nghe nói Lương Thành Long lại đang tranh thầu, không khỏi nói, quầy hàng của Lương Thành Long chưa đủ lớn à, hai công trường ở Nam Tích còn chưa đủ bận ư anh ta định cùng lúc làm bao nhiêu việc đây kiều bằng cử cười nói không ai ngại tiền cắn tay cả loại chuyện kiếm tiền này đương nhiên là làm càng nhiều càng tốt người làm kinh thương ở đây không ít tất cả đều đồng tình với những lời này của kiều bằng cử viên ba nói kiếm tiền là một chuyện mọi người cùng nhau vui vẻ cũng là một chuyện khác tiền kiếm nhiều đến thế nào mà nếu ở bên cạnh không có bạn thì cũng chẳng vui gì thường hải long nói lời này của viên tổng khiến tôi cảm động dù kiếm được bao nhiêu tiền cũng không mua được tình bạn viên ba nâng chén nói cảm ơn mọi người có thể quang lâm hải thiên cũng cảm tạ các vị bằng hữu luôn tận sức ủng hộ tôi ở đây tôi xin được cường điệu cảm tạ chủ nhiệm trương trong trường hợp chính thức viên ba vẫn xưng hô với trương dương như vậy trương dương cười nói đừng nói như vậy bên ngoài đã đồn đại ồn ào lắm rồi nói tôi có cổ phần ở hải thiên của anh anh còn nói như vậy nữa thì tôi càng thêm khó mà nói rõ được cả đám người đều bật cười. Mọi người cùng cạn chén rượu này, đa số người ngồi đây đều là bạn của nhau, Triệu Thiên Tài là một khuôn mặt mới trong đây, tất nhiên cũng trở thành đối tượng mà mọi người kính rượu, tử lượng của Triệu Thiên Tài không được tốt lắm. Uống vài chén rượu là mặt đỏ bừng, Trương Dương nhìn thấy cứ tiếp tục như vậy, thằng ôn này kiểu gì cũng toi. Liền cản lại, tử lượng của triệu thiên tài không được tốt lắm, mọi người đừng có chúc anh ta như vậy. Cao Liêm Minh cười nói, thiên tài, cái tên này của anh cũng khệnh ghê, Hai chúng ta đều thuộc một loại hình. Tôi là Liêm Minh, anh là Thiên Tài, hai chúng ta cạn một chén. Trương Dương chừng mắt lườm gã, lại thể hiện rồi, thằng ôn anh chỉ giỏi tìm yếu, có gan thì tìm tôi mà chuốc. Cao Liêm Minh cười ha ha, nói anh cho rằng tôi ngốc lắm à, uống rượu với anh chẳng phải là tự tìm chết sao. Câu này chọc cho mọi người đều bật cười. Trương Dương nói Thiên Tài là kỹ sư xuất sắc, sở trường của anh ta là sửa ô tô, về sau các anh ai có xe muốn sửa xe ai xảy ra vấn đề cứ tìm anh ta mà nhờ triệu thiên tài rất khiêm tốn gã cười nói chỉ cần là bằng hữu của chủ nhiệm trương chuyện của các vị chính là chuyện của tôi tôi sẽ tận sức mà làm viên ba nói tôi vừa mua một chiếc xe cũ đang chuẩn bị đại tu sau này khi làm đám cưới sẽ đưa đón cô dâu chú rể đi khắp nơi tìm chỗ sửa mà không ai dám nhận thiên tài hay là cậu giúp tôi đi triệu thiên tài nói không thành vấn đề viên ba nói tuy rằng là bằng hiếu nhưng tiền công chúng ta vẫn phải tính triệu thiên tài cười nói không cần đâu chuyện nhỏ thôi mà trương dương nói hay là thế này đi viên tổng anh cung cấp một căn phòng ở khách sạn cho thiên tài anh ta mới tới nam thích một ngực ở nam dương quốc tế vẫn chưa kịp tìm nhà trước tiên tới chỗ anh ở cũng tiện giúp anh sửa xe viên ba sảng khoái đáp hải thiên có phòng nhiều như vậy anh cứ thoải mái mà chọn Cao Liêm Minh chêm vào một câu, nếu là tôi thì sẽ chọn phòng tổng thống. Triệu Thiên Tài cười nói, chỉ cần một căn phòng bình thường có thể tắm rửa là được rồi. Khi Trương Dương uống rượu với Kiều Mộng Viện, thấp giọng hỏi, khảo sát thế nào? Kiều Mộng Viện mỉm cười nói, chỉ mới xem khu đất đó, thuận tiện tìm hiểu một chút quy hoạch phát triển của tập đoàn Kim Sơn trước đây, tôi vẫn đang thận trọng cân nhắc. Kiều bằng cử cảm khái nói, sinh ý chính là sinh ý, anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng nếu mộng viện không xem trọng nó, người làm đại ca như tôi có nói hay thế nào cũng vô dụng. Thường Hải Long nói, mọi người muốn làm khai phá, trăm ngàn lần chớ quên công ty của tôi, tôi sẽ đi theo mọi người gõ trống xin chút cơm. Kiều Bằng Cử nói, anh nói chuyện khiêm tốn thế, công ty của anh những năm nay phát triển với tốc độ chóng mặt, ở Bình Hải cũng là số một số hai rồi. Thường Hải Long cười nói, đâu có khoa trương như vậy, ở hai cái địa phương Lam Sơn và Nam Thích còn có được chút danh tiếng, nhưng ở Bình Hải công ty trang trí có quy mô lớn hơn Kim Điển thì nhiều lắm. Hiện tại toàn quốc đầu đầu cũng đang làm khai phá xây dựng, công ty trang trí xây dựng lớn nhỏ mọc ra như nấm sau mưa vậy, sinh ý so với trước đây thì khó khăn hơn nhiều. Thật ra mọi người làm ăn ở đây đều có loại cảm xúc này, Kiều Mộng Viện nói đây là kết quả tất yếu của một xã hội phát triển. Lúc mới mở cửa, rất nhiều người gan lớn kiếm được tiền trước, đại bộ phận người trong bọn họ cũng không được tính là tài giỏi gì, chỉ có chăng là họ đi trước mọi người, khi người khác không dám làm kinh thương thì bọn họ đi trước một bước, tiền đương nhiên là rất dễ kiếm, nhưng theo sự phát triển của cải cách mở cửa, theo sự gia tăng của ý thức kinh tế của mọi người, hiện tại người làm kinh thương càng lúc càng nhiều, muốn kiếm được tiền, muốn làm càng lúc càng lớn thì phải có tầm mắt vượt thời đại và tư duy linh hoạt. Viên Ba nói, còn có một điểm quan trọng hơn là quan hệ, ở Trung Quốc chúng ta làm ăn mà không có quan hệ xã hội thì một bước cũng khó đi. Nói xong câu này, gã cười nói với Trình Diễm Đông, Trình Cục về sau phải chiếu cố tôi nhiều hơn nhé. Hải Thiên không phải là hạt khu của Trình Diễm Đông, viên ba nói như vậy cũng chỉ là khách khí. Trình Diễm Đông mỉm cười nói, Hải Thiên từng có vết xe đổ, viên tổng nhớ phải kinh doanh hợp pháp đấy. Viên ba cười nói, điểm này mọi người cứ yên tâm, muốn làm ăn lâu dài thì không thể theo đường ngang ngõ tắt được. Khối phẩm bài Hải Thiên này tôi sẽ dựng lại. chương 657, Phái Giã Thú sau khi tiệc tối hôm ấy sau khi kết thúc, Triệu Thiên Tài liền ở lại Hải Thiên. Trương Dương đi theo xe Audi của Thường Hải Long về, xe pi chấp của hắn giao Triệu Thiên Tài, hắn sắp phải rời khỏi Nam Tích, không cần phải lái xe của mình đi, nhân dịp này vừa hay để Triệu Thiên Tài điều chỉnh lại xe của hắn. Trương Dương dựa vào ghế phụ nhìn công tơ mét, phát hiện chiếc xe này của Thường Hải Long chạy 23 vạn cây em, không khỏi có chút ngạc nhiên, Hải Long, xe này của anh chạy ghê nhỉ. Thường Hải Long cười nói, suốt ngày làm sinh ý từ Nam Chí Bắc, bất trí bất giác đã chạy hơn 20 vạn cây em rồi, gần đây đang định đổi. Trương Dương gật đầu nói, sinh ý làm lớn rồi thì cũng nên đổi xe. Thường Hải Long nói, muốn mua xe Jeep, tôi hiện tại phần lớn là chạy ở công trường, đi xe xe còn có chút không tiện. Thường Hải Tâm nói, anh nếu đổi xe, cha khẳng định sẽ nói anh huynh hoang. Thường Hải Long cười ha ha, nói trong mắt ông ấy anh chính là một tên nhà giàu mới nổi bại gia tri tử trương dương cũng bật cười theo thường hải tâm nói nghe nói anh sắp đi công tác à những lời này rõ ràng là hỏi trương dương trương dương nói đúng vậy ngày kia đi rồi lý hồng dương cũng cùng đi tới nam võ tham gia một hội nghị thể dục thể thao cô đi không theo tôi tới nam võ chơi thường hải tâm bĩu môi nói các anh đều là nam đồng chí tôi đi theo không tiện Thường Hải Long nói, sợ cái gì, dù sao cũng là nhà nước chi trả, đi theo đi, cả ngày ở Nam Tích, cắm đầu vào máy tính, cẩn thân còn trẻ mà đã biến thành bà già mặt vàng đấy. Thường Hải tâm giơ nắm đấm lên thiệu vào vai anh mình, đáng ghét, anh không ngờ dám chủ em. Thường Hải Long nói, Nam Võ có núi Thanh Tâm, đạo giáo danh Sơn, phong cảnh rất đẹp, khai phá chưa lâu, đa số địa phương đều giữ lại diện mạo nguyên thủy, hiện tại không đi, về sau thành điểm nóng du lịch rồi thì không có gì mà xem đâu, và lại em tới Nam Võ vừa hay có thể tới thăm cậu một chút, lần trước khi anh tới ông ấy cứ oán trách mãi, nói em không chịu đến thăm ông ấy. Cậu của Thường Hải Tâm là Viên Chi Ngô, viện trưởng viện thi họa thành phố Nam Võ, chủ tịch hiệp hội mỹ thuật thành phố Nam Võ. Trương Dương nói, lần này đi xe thương vụ bích mới mua của ủy ban thể dục thể thao chúng ta, cô nếu thực sự cảm thấy không tiện thì ở lại đi thường hải tâm nói có gì mà phải sợ tôi đi nam võ là tỉnh lỵ của tỉnh vân an trong tỉnh vân an sơn mạch trải rộng nam bộ tiếp giáp với bình hải phía đông là vùng duyên hải bí thư tỉnh ủy bình hải kiều trấn lương trước khi tới bình hải là bí thư tỉnh ủy nơi này trong lúc y nhậm chức kinh tế tỉnh vân an phát triển nhảy vọt thành tựu lớn nhất của y chính là thành công rút ngắn sự tranh lệch của tỉnh vân an với nam bộ khiến kinh tế vùng núi tây phát triển mạnh vân an khoáng sản phong phú ngành du lịch trong phạm vi toàn quốc xếp ở vị trí đầu. Tuy rằng giá trị tổng sản lượng kinh tế còn có tranh lệch với Bình Hải, có điều, vài năm gần đây phát triển nhanh chóng, rất có xu thế đi sau mà lên trước. Trương Dương tới Nam Võ là để quan sát giải điền kinh toàn quốc, thuận tiện tham gia hội nghị cán bộ của Tổ chức Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia. Thật ra lần này đi công tác có cũng được mà không có cũng không sao. Trương Dương là nghe theo đề nghị của Lý Trường Vũ. Hiện tại chính đàn Nam Tích Phong Vân biến ảo, mình ở lại Nam Tích trong khoảng thời gian ngắn cũng không có gì làm, chẳng thà nhân cơ hội này đi chơi, cũng coi như là điều chỉnh tâm trạng. Lý Hồng Dương biết lần này đi công tác lấy nhàn nhã là chính, không có nhiệm vụ cứng nhắc gì, trên đường y giới thiệu một chút tình trạng thể dục thể thao của Nam Tích với Trương Dương, cùng với trình độ thể dục thể thao của Nam Tích ở Bình Hải rốt cuộc là đang ở vị trí gì. Lý Hồng Dương trước giờ luôn muốn nhắc nhở Trương Dương, thành tích thể dục thể thao của Nam Tích trong tỉnh Bình Hải luôn là số nghịch đảo tuy bọn họ mời những huấn luyện viên cao cấp trong nước đến sẽ mang tới hiệu quả nhất định. Nhưng muốn trong vòng một năm hoàn toàn thay đổi diện mạo thể dục thể thao của thành phố Nam Tích căn bản là điều không thể. Trương Dương biết ý tứ của Lý Hồng Dương, sự nhắc nhở của y cũng là có thiện ý, mình ở trước mặt tất cả lãnh đạo Nam Tích nói vống lên, vận hội tỉnh lần này Nam Tích sẽ cùng đoạt được thứ nhất trên bảng thành tích huy chương vàng và bảng thành tích tổng, không ai cho rằng mục tiêu của hắn có thể thực hiện được. Xe thương vụ rất rộng, Trương Dương thoải mái nằm ở ghế sau, sau giờ ngọ ánh mắt trời rất gắt, xuyên thấu qua cửa kính xe chiếu lên trên người, rất là ấm áp dễ chịu, khiến người ta lờ đờ buồn ngủ. Trương Dương nói, chủ nhiệm lý, anh nói xem, với trình độ huấn luyện trước mắt của chúng ta mà nói, vận hội tỉnh tháng 10 có thể đạt được thành tích như thế nào? Lý Hồng Dương nói, nếu như phát huy vượt trình độ, không bài trừ khả năng có thể tiến vào top 3, hoặc ít nhất chắc có thể lọt được vào top 5. Trong lòng Lý Hồng Dương, tổng thành tích của thể dục thể thao nam tích có thể xếp trong top 5 đã là khó lắm rồi, phải nói là một bước nhảy vọt trong lịch sử thể dục thể thao nam tích. Nhưng Trương Dương không cho rằng như vậy, hắn lười biếng ngáp một cái rồi nói, yêu cầu quá thấp, tôi đã nói phải xếp thứ nhất, nếu không được thì tôi sẽ rất mất mặt. Lý Hồng Dương nghe thấy những lời này của hắn thật sự là vừa bực mình vừa buồn cười, cái mà hắn nghĩ đến chỉ là mặt mũi của mình, nhưng không thể vì mặt mũi mà ra ngoài ba hoa được. Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm trương, dù sau khi lập mục tiêu trước đây là với từ quang nhiên, hiện tại do bí thư Lý định đoạt. Ý tứ của Lý Hồng Dương rất rõ ràng, lúc trước Trương Dương nói bốc nói phép muốn giành được vị trí số 1 cũng là bị bước dưới áp lực của Từ Quang Nhiên, hiện tại Từ Quang Nhiên đã xuống ngựa, áp lực đương nhiên không còn, nhân cơ hội này mau mau xuống đài, dựa vào quan hệ tốt giữa Lý Trường Vũ và Trương Dương, y chắc sẽ không lấy chuyện này ra để làm khó dễ Trương Dương. Chuyện đầu tiên phải làm đừng cứ lấy vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng tổng và bảng xếp hạng huy chương vàng ra treo trên miệng. Còn nhắc tới chuyện này, không phải là tự làm khó mình ư? Trương Dương cười nói, anh coi những lời của tôi trước đây chỉ là nói đùa thôi à. Lấy vị trí số một bình hải khó vậy ư? Hắn lớn tiếng nói với Thường Hải Tâm, "Tiểu Thường, thống kê số liệu là do cô làm, theo cô thấy Nam Tích có cơ hội giành vị trí số 1 không?" Thường Hải Tâm quay đầu lại, cười nói, "Có hy vọng." Có điều tiền đề là những vận động viên ưu tú của thành thị khác không về tham gia, còn toàn bộ vận động viên ưu tú của chúng ta đều tham gia vận hội tỉnh lần này, chúng ta nói không chừng có thể giành vị trí thứ nhất đấy." Lý Hồng Dương bật cười. Trương Dương nói, "Các người đó chẳng có lòng tin gì với thể dục thể thao của thành phố Nam Tích chúng ta cả." Lý Hồng Dương nói, "Không bài trừ khả năng này, vận hội tỉnh trước giờ đều không được các vận động viên ưu tú coi trọng." có thể nói vận động viên ưu tú nhất Bình Hải sẽ không tới tham gia loại giải cấp thấp này, nếu thật sự xuất hiện tình trạng mà tiểu Thường nói, chúng ta có thể dễ dàng tiến vào top 3. Những lời này của Lý Hồng Dương cho thấy y khá bảo thủ và cẩn thận. Trương Dương nói, dưới thưởng lớn tất có dũng phu, chỉ cần có đủ kích thích vật chất, khẳng định có thể khiến vận động viên ưu tú nhất Nam Tích toàn bộ trở về tham gia. Lý Hồng Dương nói, chuyện không đơn giản như vậy đâu, cho dù vận động viên nguyện ý trở về huấn luyện viên của đội quốc gia chắc gì đã đồng ý thả người. Trương Dương nhếch môi cười nói, vậy thì làm công tác với huấn luyện viên, tiền nếu không giải quyết được vấn đề, tôi sẽ thông qua thượng tầng gây áp lực cho bọn họ. Lý Hồng Dương nhíu mày, chúng ta làm như vậy, nếu truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng không tốt. Trương Dương nói, có gì không tốt, phần thưởng nhất định phải cao, chúng ta chính là phải khiến những thành thị khác nhìn thấy, các người nghĩ xem, nếu lấy một khoản tiền lớn ra thưởng cho vận động viên khiến bọn họ trở về dự thi, vận động viên của thành thị khác sẽ nghĩ như thế nào? Lý Hồng Dương nói, khẳng định sẽ sinh ra tình tự phản đối. Y tựa hồ đột nhiên nghĩ ra gì đó. Phản ứng của Thường Hải Tâm so với y thì nhanh hơn nhiều, Thường Hải Tâm nói, anh âm hiểm lắm, muốn dùng loại phương pháp này khiến vận động viên của thành thị khác sinh ra tình tự phản đối, chúng ta thưởng nhiều cho các vận động viên dự thi, nếu thành thị khác không làm theo, vận động viên ưu tú của bọn họ sẽ sinh ra bất mãn thậm chí sẽ sinh ra tình tự đối kháng. Trương đại quan nhân mỉm cười nói, tâm lý chiến là như vậy đó. Thường hải tâm nói, anh có nghĩ tới hay không, nếu thành thị khác đều làm như anh, chẳng phải là khéo quá hóa vụng ư. Trương Dương nói, thành thị khác không thể coi trọng vận hội tỉnh như Nam Tích giống chúng ta được, cho dù có làm theo thì cũng sẽ không nhiều lắm. Tình huống trước mắt của chúng ta không được lạc quan, phải nghĩ biện pháp, có thể tiêu diệt được đối thủ nào thì hay đối thủ nấy. Thường hải tâm không nhịn được liền bật cười, Trương Dương thật đúng là lắm trò. Sau 9 tiếng đi giường, ô tô đã tới thành phố Nam Võ, tỉnh Lị tỉnh Vân An, thành phố Nam Võ ở trung tây tỉnh Vân An, thành thị cấp phó tỉnh, nơi này có dòng sông Minh và sông Thiên Hà Nối Đông Tây, chia thành thị thành hai bộ phận Nam Bắc, tài nguyên du lịch của thành phố Nam Võ khá phong phú, phía Tây và phía Bắc có dãy núi Vân Hoành, dãy núi phía Bắc trở thành giới tuyến chia Vân An và Bình Hải, thật ra khoảng cách thẳng từ Vân An và Bình Hải cũng không xa, bởi vì phải đi vòng, cho nên thời gian đi đường của bọn họ lên tới 9 tiếng đồng hồ. Tình trạng này trong 5 năm tới sẽ được cải thiện, một đường hầm xuyên dãy núi Vân Hoành đang được xây dựng, đường hầm sau khi xây xong sẽ rút ngắn lộ trình giữa Vân An và Bình Hải. Phía chính nam của Nam Võ là Hồ Tề Thiên, hồ nước nước ngọt lớn nhất Vân An, Hồ Tề Thiên và núi Thanh Tâm trở thành hai tiêu chí lớn nhất của du lịch Nam Võ là phía chủ sự hội nghị lần này, Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Vân An đã thiết lập địa chỉ hội nghị tại khách sạn Thể dục Thể thao thành phố Nam Võ. Đây là một nhà khách sạn ngoại giao năm sao, ở sườn Tây Công viên Vân Sơn, đông giao thành phố Nam Võ. Đến được khách sạn Thể dục Thể thao đã là 4 rưỡi chiều, đúng là lúc gặp cái lạnh của mùa xuân, Nam Võ hôm nay trời u ám, gió rất lớn, không khí ẩm ướt của Hồ Tề Thiên lan ra khắp mỗi một ngõ ngách của thành thị này, hoa cỏ cây cối sơ xác trên cành lá còn vương đầy hơi nước, giống như là tùy thời đều có giọt sương rơi xuống. Trương Dương ghét nhất là kiểu thời tiết vừa lạnh vừa ẩm này, xuống xe thương vụ, nhìn hoàn cảnh chung quanh bãi đỗ xe, trong bãi đỗ xe đã đỗ đầy ô tô, đa số đều treo biển ngoại tỉnh, xem ra không thiếu cán bộ của ủy ban thể dục thể thao tỉnh khác tới đây. Trương Dương lần đầu tiên tới thành thị này, đối với tất cả đều cảm thấy tân kỳ và xa lạ, nếu nói đúng ra thì ấn tượng sâu nhất của thành thị này chính là kiểu Trấn Lương trước đây Kiều Trấn Lương từng đảm nhiệm chức bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân An, nhớ tới chuyện này, Trương Dương bỗng nhiên lại nghĩ tới một người, Hồng Vĩ Cơ, tiền bí thư thị ủy thành phố Giang Thành, sau lại bởi vì xảy ra vấn đề tác phong sinh hoạt mà bị điều từ Giang Thành tới Vân An, còn đảm nhiệm chức phó tỉnh trưởng tỉnh Vân An, nhoáng cái đã hơn một năm rồi. Không biết vị thủ trưởng cũ này hiện tại lăn lộn ở Vân An ra sao rồi. Mấy người kéo vai ly vào đại sảnh khách sạn đăng ký, đi tới ngoài cửa, lại nhìn thấy một người trẻ tuổi khoảng hơi 20 tóc dài ngang tai đi qua, Trương Dương vốn cho rằng là một cô gái, nhưng nhìn kỹ lại thì ra là một thanh niên, cao hơn 1m8, trông rất anh Tuấn, chỉ là tóc hơi dài một chút, quần áo mặc có chút lôi thôi, quần bò trông cứ như là mấy tháng rồi không giặt, bên trên còn dính không ít thuốc màu, vừa nhìn đã biết là làm nghệ thuật. Chàng trai đó đi đến trước mặt thường hải tâm, còn chưa đi tới đã tét miệng cười nói chị hải tâm. Thường hải tâm ngây ra, Khó khăn lắm mới thì đường nét khuôn mặt nhận ra chàng trai này là em họ Viên phân kỳ của cô ta, gia đình ông cậu đa số đều làm nghệ thuật, ngay cả tên của thằng em họ này cũng có chút nghệ thuật hóa, là để tưởng nhớ đại họa sĩ Đạt phân kỳ, có điều tên gọi ban đầu của gã là Viên Bão Sơn, là một cái tên rất có khí thế, rất Trung Quốc hóa. Ông cậu Viên chi ngô một lòng muốn tài bồi gã trở thành họa sĩ giống như mình, từ nhỏ đã bồi dưỡng gã học tập tranh Trung Quốc, nhưng thằng ô này tới trung học đột nhiên mê tranh sơn dầu đi theo con đường Tây Dương, có thể là bởi vì tâm lý chống đối của người trẻ tuổi, ngay cả tên cũng đổi thành viên phân kỳ. Thường Hải tâm cười nói, phân kỳ, sao trông cao thế, chị cũng nhận không ra. Viên phân kỳ cầm lấy túi sách trong tay Thường Hải tâm, chị, đã 5 năm rồi chị chưa gặp em mà. Thường Hải tâm gật đầu nói, chị học 4 năm đại học ở Kinh Thành, sau khi làm việc căn bản là không rời khỏi Bình Hải, nghe nói em ra nước ngoài học vẽ tranh sơn dầu à, sao? học xong về rồi hả? Viên Phân Kỳ nói, em ở Pháp 3 năm, cũng học được chút ít, đáng tiếc là về nước, tình hình của thị trường của tranh sơn giàu quá kém, thôi không nhắc tới chuyện này nữa. Thường Hải Tâm giới thiệu cho Trương Dương và Lý Hồng Dương với em họ mình. Trương Dương khi bắt tay với Viên Phân Kỳ phát hiện trên tay thằng ôn này đều là thuốc màu, nghĩ thầm thằng em này của Thường Hải Tâm bẩn thỉu quá, ra ngoài mà lôi thôi lách thách thì không nói làm gì, nhưng sao cả tay cũng không rửa. Viên Phân Kỳ rất là dẻo miệng chị, cha mẹ em bảo em tới đón chị, tới nhà em ở đi. Thường Hải Tâm cười nói, không được, nhiệm vụ chủ yếu mà lần này chỉ tới đây là đi học, vẫn phải ở khách sạch thể dục thể thao, đợi lát nữa chị sẽ tới nhà em thăm cậu mợ. Viên Phân Kỳ nói, xe của em đỗ ở bên ngoài, chờ lát nữa đăng ký xong rồi em chở chị đi. Trương Dương Thuận theo hướng gã chỉ mà nhìn, thấy một chiếc xe jeep Bắc Kinh cũ nát đỗ ở cạnh bồn hoa, trên xe cũng bừa bộn trên nắp động cơ không ngờ còn vẽ một nữ nhân trông xấu vô cùng không nhịn được liền nói cậu vẽ đấy à viên phân kỳ không khỏi đắc ý nói đúng vậy cảm thấy thế nào trương dương nói chẳng lẽ cậu chính là trường phái giã thú trong truyền thuyết nghe thấy những lời này của trương dương lý hồng dương thiếu chút nữa cười phá lên thường hải tâm cũng nhịn được cười mắng anh không hiểu nghệ thuật gì cả cái này gọi là trường phái hiện đại Viên phân kỳ không hề cảm thấy xấu hổ vì những lời này của Trương Dương, ngược lại ngẩng đầu lên, lắc lắc mái tóc dài, Trương Đại Quan Nhân tránh ra sau, xem ra cả mái tóc này chắc cũng lâu rồi chưa gội, thực sự sợ động tác hất tóc trên diện rộng của gã làm bắn cháy sang đầu mình. Viên phân kỳ nói, anh cũng nghe nói tới trường phái giã thu ư, khi tôi du học ở Pháp, cũng chịu ảnh hưởng rất lớn của Matisse, có điều tôi trên cơ sở của bọn họ gia nhập thêm kỹ xảo vẽ truyền thần của Trung Quốc, kết hợp sự cuồng phóng của vẽ truyền thần Trung Quốc và sắc thái huyễn lệ của họa pháp trường phái giã thú với nhau, khai sáng ra một phong cách nghệ thuật của riêng tôi. Trương Dương nói, chính là trường phái giã thú truyền thần. Trong lời này của hắn đầy ý mỉa mai, thường hải tâm nghe ra ý của hắn, có chút trách cứ lườm hắn một cái, thằng em họ này của cô ta chỉ hơi lập dị một chút, có điều người làm nghệ thuật đều như vậy cả. Mắt của viên phân kỳ đột nhiên sáng lên, sáu chữ trường phái giã thú truyền thần này rất hợp khẩu vị của gã, gã có chút kích động nói, đúng rồi, chính là trường phái giã thú truyền thần. Trương Dương đã gặp không ít nhân sĩ dưới nghệ thuật cổ kim nội ngoại, cao thủ chân chính như thiên chỉ tiên sinh nhất cử nhất động đều phản phát quy chân, giống như người bình thường, hắn tuy rằng chưa chính thức xem tranh của viên phân kỳ, nhưng từ biểu hiện trước mắt của viên phân kỳ cho thấy, lý giải của gã đối với nghệ thuật chỉ là da lông mà thôi. Mấy người tới đại sảnh, tổ hội vụ của đại hội lần này đang tiến hành đăng ký nhân viên, bọn Trương Dương sau khi đưa chứng minh thư và giấy mời ra, đều được phân phối lên tầng 18, Trương Dương và Lý Hồng Dương ở một phòng, Thường Hải Tâm và Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Bắc Cảng ở một phòng, vừa hay ở cạnh phòng của Trương Dương. Trương Dương sau khi cất hành lý xong, Thường Hải Tâm cùng viên phân kỳ tiến vào. Trương Dương cười nói, ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta đi bái phòng lãnh đạo của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh. Thường Hải Tâm nói, cậu tôi vừa gọi điện thoại tới, bảo tôi về nhà ăn cơm, chủ nhiệm trương, tôi muốn xin nghỉ với anh. Trong trường hợp công khai thường Hải Tâm vẫn rất tôn kính gọi Trương Dương là chủ nhiệm Trương. Trương Dương gật đầu cười nói, vậy cô đi đi, có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Thường Hải Tâm nói, nếu có việc gì gấp thì anh gọi điện thoại cho tôi nhé. Cô ta lúc trước đã đưa số điện thoại nhà cậu cho Trương Dương. Thường Hải Tâm thật ra cũng có di động, nhị ca Thường Hải Long đã cho cô ta một cái, có điều cô ta sợ sử dụng di động sẽ bị người khác nói ra nói vào, bình thường cơ bản đều tắt máy, trừ phi là gặp chuyện gì gấp mới sử dụng, cũng không có mấy người biết số di động của cô ta, Trương Dương là một trong số ít người biết. Thường Hải Tâm và Viên Phân Kỳ đi rồi, Lý Hồng Dương không khỏi bật cười, em họ của Tiểu Thường lúc mới nhìn tôi còn tưởng là một cô gái. Trương Dương cười cười nói với Lý Hồng Dương, chủ nhiệm Lý, ở sau lưng bình phẩm người ta là không tốt đâu. Lý Hồng Dương nói Vậy thì không nói nữa, nhưng vẫn không nhịn được cười. Trương Dương đi tới phòng tắm ngâm nước nóng, đổi sang Âu phục. Lý Hồng Dương ngồi trên giường xem TV chờ hắn, ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải lần này có không ít người tới, là cán bộ của ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Thích, bọn họ vẫn phải tới chào hỏi lãnh đạo của ủy ban thể dục thể thao tỉnh, đây cũng là sự lễ phép cơ bản nhất. Lý Hồng Dương vừa rồi đã hỏi thăm, vị phó chủ nhiệm của ủy ban thể dục thể thao tỉnh ở phòng 1818. Trương Dương và Lý Hồng Dương ở phòng 1854, đi tới trước cửa phòng phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Tạ Vân Phi, Trương Dương nhìn thấy số phòng, lại nghĩ tới số phòng của họ, lập tức liền bất bình, xem ra quan niệm đẳng cấp của thể chế cán bộ trong nước quá in sâu vào lòng người rồi, ngay cả ở khách sạn cũng là như thế này, số cắt tường đều để cho lãnh đạo, phòng đuôi số 4 đều phân cho những cán bộ nhỏ như bọn họ. Sau khi gõ cửa tiến vào, Trương Đại Quan Nhân càng phát hiện sự bất bình hành của loại phân phối này, phòng mà hắn và Lý Hồng Dương sống là phòng tiêu chuẩn, diện tích của phòng nhỏ đến đáng thương, chỉ khoảng hơn 10 mét vuông, hơn nữa là hướng bắc, còn phòng mà Tạ Vân Phi sống là phòng xa hoa, diện tích hơn 60 mét vuông, khu nghỉ ngơi và khu làm việc phân rất rõ, cửa sổ hướng nam, qua cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh sắc mỹ lệ của núi Nhàn Vân. Càng khiến Trương Đại Quan Nhân trong lòng không thoải mái hơn là, phòng lớn như vậy nhưng chỉ có một mình Tạ Vân Phi ở. Bất Bình thì bất bình, nhưng người ta là quan viên của Ủy ban thể dục thể thao tỉnh, mình chỉ là quan viên của Ủy ban thể dục thể thao thành phố, cấp bậc sờ sờ ra đó mà. Trong phòng của Tạ Vân Phi có 5 người ngồi, đều là cán bộ đến từ Ủy ban thể dục thể thao các hạt thị của Bình Hải, Tạ Vân Phi ngồi trên salon, lông, mặt tây trang đi dài da, bộ dáng rất phúc hậu, trắng nõn mập mạp, đeo kính gọng vàng, xem ra rất giống văn sĩ, chứ không phải là làm công tác thể dục thể thao. Trương Dương quen thân với chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Cử Thánh Minh, nhưng lại chưa có tiếp xúc với vị phó chủ nhiệm Tạ Vân Phi này lần nào. Có điều từ miệng Lý Hồng Dương hắn cũng nghe nói được một số chuyện về y, ví dụ như Tạ Vân Phi không phải xuất thân từ thể dục thể thao, lại ví dụ như cha của Tạ Vân Phi là tiền chủ tịch chính nghiệp tỉnh Bình Hải Tạ Quốc Tân, ở trong quan trường lâu ngày hiểu được một đạo lý, gen của quan viên cũng có thể di truyền. Lý Hồng Dương là lão nhân của giới thể dục thể thao, y từng có vài lần tiếp xúc với tạ Vân Phi, cười cười đi tới trước mặt tạ Vân Phi, nói chủ nhiệm tạ còn tới sớm hơn chúng tôi nữa, vị này là chủ nhiệm trương của Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Thích chúng tôi. Tạ Vân Phi mỉm cười đứng dậy, điều này đã thể hiện ra hết sự hoan nghênh và coi trọng đối với Trương Dương, vươn tay ra rất nhiệt tình bắt tay Trương Dương, Tiểu Trương, chúng ta vẫn là lần đầu tiên gặp mặt nhỉ. Tạ Vân Phi tuy rằng trước đây chưa gặp Trương Dương, nhưng danh tiếng của Trương Dương thì y cũng từng nghe nói, Y Thủy Trung coi mình là loại không đắc trí, thường thường so sánh cha mình với mình, bởi vì thành tựu của mình trên chính trị quá ít, Y không lợi dụng tốt quan hệ năm đó của cha mình, nếu như cha mình về hưu muộn một chút, quan đồ của mình có thể sẽ đi thuận lợi hơn một chút. Trương Dương tuy trẻ tuổi, làm công tác ủy ban thể dục thể thao cũng không dài, nhưng danh tiếng của hắn rất lớn, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Cử Thánh Minh rất thích hắn. Chỉ nguyên nhân này thôi, Tạ Vân Phi đã không thể biểu hiện lãnh đạm rồi trương dương nắm tay tạ vân phi cảm giác tay y ấm áp nhẵn nhụi có chút giống tay nữ nhân loại người này chắc là rất ít lao động thể lực và rèn luyện trương dương nói chào chủ nhiệm tạ đã nghe nói tới ngài từ lâu rồi hôm nay mới có cơ hội gặp mặt về sau hy vọng chủ nhiệm tạ ủng hộ công tác của chúng tôi nhiều hơn chỉ đạo công tác cho chúng tôi nhiều hơn tạ vân phi cười nói quá khách khí rồi kiến thiết thể dục thể thao của nam tích gần đây không tồi thành tích của cậu rất nổi bật nào mau vào ngồi đi Trương Dương và Lý Hồng Dương ngồi lên tay vịn của salon, đành chịu thôi, người nhiều mà chỗ thì ít. Tạ Vân Phi nói, mọi người đều là đồng nghiệp trong giới thể dục thể thao Bình Hải, hội nghị lần này đối với chúng ta mà nói là một cơ hội trao đổi hiếm có, mọi người ngồi cùng nhau có gì thì cứ nói thoải mái, phải bù đắp cho nhau, tranh thủ thông qua cơ hội lần này, nhận thức sâu thêm về phát triển thể dục thể thao của Bình Hải chúng ta trong tương lai, sau này có thể làm công tác quản lý thể dục thể thao tốt hơn. Hắn còn chưa nói xong thì thư ký tiểu Tần của y đã đi tới bên cạnh y, nói "Chủ nhiệm Tạ, phó chủ nhiệm Lưu của Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia đến, xe của ông ta vừa tới bãi đỗ xe." Tạ Vân Phi nghe thấy tin tức này, lập tức đứng dậy, "Mọi người tiếp tục nói chuyện nhé, tôi xuống nghênh đón một chút." Tạ Vân Phi vội vàng đi. Nhìn thấy chủ nhân đi rồi, đám quan viên của Thể dục Thể thao Bình Hải cũng không cần phải ở lại nữa, mọi người dẫu sao cũng nhàn rỗi không có việc gì làm đều đi thang máy xuống đại sảnh tầng 1, nhìn xem ủy ban thể dục thể thao quốc gia lần này là ai tới. Phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao quốc gia Lưu Thành Bình đi cùng chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Vân An Khang Đông Thăng, dưới sự vây quanh của một đám quan viên thể dục thể thao đi vào đại sảnh khách sạn. Tạ Vân Phi và mấy chủ nhiệm của ủy ban thể dục thể thao tỉnh khác đứng ở đó chờ, sau khi nhìn thấy Lưu Thành Bình vào cửa, bọn họ cùng nhau ra đón. Lưu Thành Bình dừng chân Y trước đây xuất thân là vận động viên bóng truyền, thân cao một m tám dáng vẻ đường đường, rất có phong độ. đứng ở trong các quan viên mà như hạc giữa bầy gà. Những chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao ra ninh đón có người y quen, có người y không quen. Lưu Thành Bình không phải là người dễ tính, bình thường ấn tượng đối với bên ngoài rất nghiêm túc. trong trường hợp công chúng, Lưu Thành Bình hay lộ ra nụ cười có tính công thức. Tạ Vân Phi tuy rằng không phải xuất thân từ người luyện thể thao, nhưng hôm nay bước chân dứt khoát y bước lên phía trước mọi người chia tay về phía lưu thành bình chủ nhiệm lưu hoan nghênh ngài tạ vân phi sở dĩ làm như vậy là vì y trước đây khi đến kinh thành báo cáo công tác đã từng gặp mặt lưu thành bình y cho rằng ấn tượng của lưu thành bình đối với mình chắc là khá sâu sắc nhưng điều mà y không ngờ tới là ánh mắt của lưu thành bình căn bản không có không nhìn vào y lấy một cái điều này khiến tạ vân phi mất hết mặt mũi trước mặt mọi người cái tay vừa chìa ra nhất thời không biết để đi đâu lập tức cứng đờ ở đó khiến tạ vân phi xấu hổ hơn là lưu thành bình cuối cùng cũng vươn tay ra nhưng tay không phải là vươn về phía y mà là để bắt tay với chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh duyên đông kim Thụ cường mỉm cười nói lão kim à lần này nghiêu gia quân của các anh có phái ra đội hình mạnh nhất không điền kinh trung quốc thủy trung lạc hậu trên thế giới nhưng sự xuất hiện của huấn luyện viên nghiêu tuấn sinh của tỉnh duyên đông đã triệt để thay đổi cục diện này đệ tử mà y xuất lĩnh ở hạng mục chạy đường dài đã giành được đột phá nhiều lần giành được huy chương vàng trên giải điền kinh quốc tế. Hiện tại trên dưới toàn quốc, bất kể là già trẻ nam nữ khi nhắc tới tên của Ngưu Gia Quân đều giơ ngón cái. Ngưu Tuấn Sinh và đám đệ tử mà hắn xuất lĩnh trở thành ngôi sao sáng chói trong giới thể dục thể thao nước nhà, ở giới thể thao trong ngoài nước giấy lên một trận gió xoáy, chẳng những chém vàng đoạt bạc, đạt được vô số giải thưởng lớn mà bọn họ hiện tại cũng thành vật cưng của giới thể thao trong nước. Bởi vì sự xuất hiện của Ngưu Gia Quân, thể dục thể thao của tỉnh Duyên Đông cũng giành được sự tôn trọng chưa từng có ở trong nước. Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình lựa chọn Kim Thụ Cường là đối tượng bắt tay đầu tiên cũng là trong tình lý. Kim Thụ Cường cười nói, đội hình tuyến 3 của Ngưu Gia Quân cũng đảm bảo giành được toàn bộ huy chương vàng trong hạng mục chạy đường dài rồi. Lưu Thành Bình cười ha ha nói, tự tin, y hứa quảng quay sang nói với mọi người ở chung quanh, người của thể dục thể thao chúng ta chính là cần lòng tự tin như vậy đấy, Tôi hy vọng các tỉnh khác cũng phải ủng hộ thể dục thể thao như tỉnh Duyên Đông. Hy vọng quốc nội của chúng ta sẽ xuất hiện càng lúc càng nhiều mưu gia quân. Chỉ có như vậy, trình độ thực lực tổng hợp của Điền Kinh Trung Quốc chúng ta mới có thể được đề cao, chúng ta mới có thể không làm thất vọng danh hiệu cường quốc thể dục thể thao này. Tạ Vân Phi mặt xám xịt hạ tay xuống, cái mặt trắng nõn mập mạp đỏ bừng, cũng may là sự chú ý của đa số người đều tập trung lên người Lưu Thành Bình, không ai chú ý tới y nhưng đám quan viên của thể dục thể thao tỉnh Bình Hải đều nhìn thấy cảnh làm người ta xấu hổ vừa rồi, Tạ Vân Phi sao 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 ton lên trước, kết quả Lưu Thành Bình căn bản không thèm quan tâm tới y, ra bên ngoài, Tạ Vân Phi là quan viên thể dục thể thao cao nhất của phía Bình Hải, nhất cử nhất động của y đều đại biểu cho Bình Hải, tất cả đại biểu của tỉnh Bình Hải tới tham gia hội nghị đều cảm thấy xấu hổ. Trương Dương tuy rằng cảm thấy Tạ Vân Phi có chút tự dước lấy nhục, có điều phó chủ nhiệm Lưu của Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia cũng quá cao ngạo rồi, ở trước mặt nhiều người như vậy khiến Tạ Vân Phi mất mặt, chắc không phải là cố ý chứ. Lưu Thành Bình đi đến cửa thang máy, mọi người đều né tránh, Lý Hồng Dương kéo Trương Dương, ý bảo hắn lui về phía sau một chút, nhường đường cho chủ nhiệm Lưu, nhưng Trương Dương lại mặc kệ ý, hắn đi về phía Lưu Thành Bình. Mọi người ở đây đều sửng sốt, thằng ôn này muốn làm gì vậy? Một người to như vậy cứ thế bước về phía mình, lưu thành bình đương nhiên không thể không thấy y nhíu mày thầm nghĩ đây là ai vậy sao mà không thức thời thế người làm lãnh đạo đã quen được quan viên cấp dưới nhường đường nếu nhìn thấy có người vào lúc này đi thẳng tới trước mặt mình sẽ hiểu là một loại hành vi bất kính trương dương đi được nửa đường thì bị một nhân viên công tác cản lại trương dương nói sao lại cản tôi nhân viên công tác chỉ chỉ sang bên cạnh ý bảo trương dương tránh sang một bên trương dương nói đây không phải là đường à tôi không thể đi ư tạ vân phi lúc này cũng tỉnh lại rồi nhìn thấy trương dương muốn gây sự vội vàng chen lên có điều đi được hai bước y lại nhớ ra lúc này xuất hiện liệu có ổn không nếu để lưu thành bình biết trương dương là người của mình liệu có tính chuyện này lên đầu mình không đầu óc của tạ vân phi cũng tính là khá linh hoạt nghĩ đến đây y lập tức dừng chân lưu thành bình tiếp tục tiến về phía trước trương dương đẩy tên nhân viên công tác kia ra hắn tiếp tục bước ra ngoài tất cả mọi người há miệng trợn mắt nhìn cảnh ở trước mặt, thằng ôn này gan cũng to gớm. Trương Dương vốn cũng không phải muốn tranh khí thế, nhưng hắn thật sự khó chịu cái bộ dạng vinh váo tự đắc của Lưu Thành Bình, anh là lãnh đạo không sai, nhưng lãnh đạo cũng không thể tự cao tự đại như vậy được. Khoảng cách của hai người càng lúc càng gần, Lưu Thành Bình bỗng nhiên dừng bước, mặt y nghiêm lại. Trương Dương thì không dừng bước, đồng chí lãnh đạo, phiền nhường đường, tôi có chuyện gấp phải ra ngoài chương 658, nhìn xuống và ngẩng lên. Trong lòng Lưu Thành Bình rất tức giận, trước mặt nhiều quan viên thể dục thể thao như vậy, thằng ôn này không ngờ bắt mình nhường đường cho hắn, y cho rằng Trương Dương có thể là một người khách không có mắt nào đó trong khách sạn, căn bản không biết thân phận của mình. Chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Vân An Khang Đông Lai có chút tức giận, y trợn mắt lên, vị đồng chí này, cậu sao thế hả? Không nhìn thấy chúng tôi đang nghênh đón lãnh đạo sao? cậu không biết đi vòng xa ngà. Trương Dương nói, sao phải đi vòng, các vị nhiều người như vậy cản hết cả đường, tôi làm sao mà ra cửa được. Nơi này đâu có ghi rõ là thông đạo chuyên dụng của lãnh đạo. Tôi ngay cả quyền đi lại cũng không có ư. Khang Đông Lai tức giận đến mỗi mặt xanh lét, chỉ vào Trương Dương nói cậu là người của bộ môn nào. Lãnh đạo của các cậu là ai? Trương Dương chỉ vào tạ Vân Phi đang trốn trong đám người, chủ nhiệm tạ, người ta tìm ông kia. Tạ Vân Phi lúc này chính là có muốn trốn cũng trốn không thoát, trong lòng thầm kêu khổ, Trương Dương này đúng thật không phải là phiền phức bình thường, xem ra truyền thuyết trước đây đối với người này đều là thật. Y chơ mặt đi tới, gọi một tiếng chủ nhiệm Lưu. Lưu Thành Bình lạnh lùng liếc y một cái, nghĩ thầm thì ra là lính của anh, nói khẽ không sao, mọi người đừng tụ ở đây nữa, quả thật là ảnh hưởng tới ra vào. Vào thời khắc mấu chốt, Lưu Thành Bình vẫn biểu hiện ra lòng dạ rộng rãi, Bất kể là thật lòng hay là giả dối, nói chung là y đã biểu hiện ra rồi. Tạ Vân Phi trong nhất thời không biết nói cái gì cho phải, y nhìn Trương Dương, Trương Dương lại cười nói, "Chủ nhiệm Tạ, ông giải thích giúp tôi với, tôi phải ra ngoài làm chút chuyện." Thằng Ôn này đã tự gây ra chuyện, nhưng bản thân thì chuồn mất. Tạ Vân Phi vẻ mặt đau khổ cười nói, "Chủ nhiệm Lưu, hắn còn trẻ tuổi." "Không." Lưu Thành Bình không nói gì, tiếp tục đi về phía thang máy. Lưu Thành Bình trở lại phòng của mình, chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Vân An Khang Đông Lai vào theo, y đã đi nghe ngóng thân phận của Trương Dương, cười cười nói với Lưu Thành Bình, chủ nhiệm Lưu, đồng chí vừa rồi là chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao thành phố Nam Tích tỉnh Bình Hải. Lưu Thành Bình cảm thấy kinh ngạc, ôm một tiếng rồi nói trẻ tuổi vậy à. Địa điểm công tác của y là ở Kinh Thành, tuy rằng đã quen thấy cán bộ trẻ tuổi, nhưng cán bộ cấp 9 ban trẻ tuổi như vậy cũng rất ít nhìn thấy. Khang Đông Lai nói, cũng không tính là trẻ tuổi, trong bản đăng ký ghi là 27 tuổi, hắn tên là Trương Dương, nghe nói là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn của Quốc vụ Viện. Lưu Thành Bình rõ ràng hơi kinh ngạc, sự phẫn nộ vừa rồi trong nháy mắt đã biến mất vô tung vô ảnh, khi cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân mà thằng ôn này dám ở trước mặt nhiều người như vậy ngang nhiên khiêu khích mình, tên thanh niên này quả nhiên có chút bối cảnh. Khang Đông Lai nói, tôi đã tìm lãnh đạo của bọn họ nói chuyện rồi, bảo y phê bình người này lưu thành bình nói thôi người trẻ tuổi khí thịnh cũng không phải là khuyết điểm gì lớn cả hơn nữa các vị vừa rồi đều chen chúc ở trong đại sảnh làm nghi thức hoan nghênh quấy nhiễu trật tự bình thường của khách sạn loại hình thức này tôi cũng không thích khang đông lai cười nói chủ nhiệm lưu tôi cũng không tổ chức nghi thức hoan nghênh gì cả đều là bọn họ tự tới uy tín của ngài ở trong giới thể dục thể thao trung quốc rất cao mọi người ngưỡng mộ ngài thôi mà vỗ mông ngựa tuyệt đối là vỗ mông ngựa Lưu Thành Bình mỉm cười, anh đó, đúng là chỉ giỏi nói, nghi thức khai mạc ngày mai chuẩn bị xong chưa? Khang Đông Lai gật đầu. Lúc này thư ký của Lưu Thành Bình tới đây thông báo, có khách nhân quan trọng đến thăm. Vị khách quan trọng tới thăm chính là lão tổng triệu Vĩnh Phúc của tập đoàn sắt thép Thái Hồng, triệu Vĩnh Phúc trưởng quản xí nghiệp sắt thép lớn nhất Trung Quốc, là cán bộ cấp phó tỉnh, giải điền kinh toàn quốc lần này cũng là tập đoàn Thái Hồng tài trợ. Y là bạn của Lưu Thành Bình khi triệu vĩnh phúc đi vào trong phòng lưu thành bình tự mình ra nghênh đón nhìn thấy triệu vĩnh phúc tươi cười vươn tay ra vĩnh phúc huynh tôi vừa tới nam võ anh đến thăm thế này thật sự là khiến tôi cảm động triệu vĩnh phúc mỉm cười nói khách khí cái gì vốn tôi muốn tới sân bay đón anh cơ nhưng tập đoàn lâm thời có một số việc cần xử lý cho nên đành trì hoãn lưu thành bình mời y vào phòng đi cùng triệu vĩnh phúc còn có trợ lý dương cương của y Dương Cương sau khi đi vào đặt một chiếc vali ra xuống, sau đó lui ra ngoài, Khang Đông Lai chào hỏi Triệu Vĩnh Phúc rồi cũng rất thức thời cáo từ. Lưu Thành Bình nói, Vĩnh Phúc huynh, gần đây sức khỏe có tốt không? Triệu Vĩnh Phúc thở dài nói, vẫn ổn, người ta tới tuổi này, nói chung không thể nào bằng khi còn trẻ, tôi cũng không thể nào bằng được những người làm công tác thể dục thể thao như anh. Lưu Thành Bình và Triệu Vĩnh Phúc quen nhau hơn 20 năm, tình bạn của hai người rất sâu, y cũng rất hiểu Triệu Vĩnh Phúc, từ sau khi con trai Triệu Quốc Lương của Triệu Vĩnh Phúc chết, Triệu Vĩnh Phúc bị đả kích rất lớn, bị bệnh một đoạn thời gian rất dài. Lưu Thành Bình nói, nghe nói Quốc Cường đã đảm nhiệm chức cục trưởng cục công an thành phố Nam Tích rồi. Triệu Vĩnh Phúc nói, chuyện của bọn trẻ tôi cũng ít quan tâm lắm, trên chính trị phải dựa vào chính bản thân nó thôi, có thể đi được đến đâu thì phải xem tạo hóa của nó. Lưu Thành Bình gật đầu. Triệu Vĩnh Phúc mở cái vali đó ra, bên trong đặt một lư hương bằng đồng xanh. Triệu Vĩnh Phúc nói, lư hương này là bằng hữu tặng cho tôi, tôi lại không thích siêu tập mấy thứ này, liền mượn hoa hiến Phật, tặng cho anh. Lưu Thành Bình nhìn thấy lư hương này lập tức nhận ra là đồ cổ thời thương chu, quả nhiên là yêu thích không nỡ rời tay, sau khi y cầm lên ngắm nhìn một lúc, lại đặt vào trong hộp tôi không thể nhận được, quân tử không đoạt thứ mà người khác yêu thích. Triệu Vĩnh Phúc cười nói, nói gì vậy, tôi có thích đâu, anh là bạn tốt nhất của tôi, ở chỗ anh cũng chẳng khác gì là ở trong tay tôi. Lưu Thành Bình nghe y nói như vậy mới nhận lấy rồi nói khẽ, giải điền kinh lần này tập đoàn Thái Hồng của các anh bỏ vốn tài trợ, thật sự là giải được cái nguy trước mắt. Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi vẫn luôn ủng hộ xây dựng thể dục thể thao quốc gia mà. Lưu Thành Bình nói, đối với quốc gia chúng ta mà nói, điền kinh ít được quan tâm, trước khi Nghiêu Gia Quân xuất hiện căn bản không có hiệu ứng ngôi sao gì cả, rất ít người chú ý tới điền kinh, dù sao ở hạng mục này, thành tích tổng hợp của chúng ta cũng không tốt. Triệu Vĩnh Phúc nói, lần này mấy vị vận động viên ngôi sao của Ngưu gia quân có tới không? Lưu Thành Bình nói, ngôi sao lớn nhất chính là Ngưu Tuấn Sinh, hắn khẳng định sẽ đến, chắc là máy bay tối nay sẽ tới. Triệu Vĩnh Phúc nói, an bài một chút, tôi mời Ngưu Tuấn Sinh ăn bữa cơm. Không thành vấn đề, Lưu Thành Bình luôn đồng ý yêu cầu của vị lão hữu này. Lúc này thư ký của Lưu Thành Bình gõ cửa phòng bước vào, hắn thông báo với Lưu Thành Bình Phó chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải Tạ Vân Phi tới, đang đứng ở ngoài cửa đợi tiếp kiến. Lưu Thành Bình nhíu mày nói, nói với hắn tôi có khách quan trọng, không có thời gian gặp hắn. Thư ký xoay người đi. Triệu Vĩnh Phúc nói, có việc gì à? Lưu Thành Bình nói, không có chuyện gì cả, Phó chủ nhiệm Ủy ban thể dục thể thao Bình Hải là tới đây giải thích. Vẻ mặt của Triệu Vĩnh Phúc đầy nghi hoặc. Lưu Thành Bình kể lại chuyện vừa rồi, khi Triệu Vĩnh Phúc nghe thấy tên Trương Dương ánh mắt đột nhiên nghiêm lại, cảnh con trai triệu quốc lương bị đâm chết lập tức hiện ra trong đầu y, tuy rằng chuyện này đã trôi qua lâu rồi, nhưng triệu vĩnh phúc thủy chung khó có thể quên đi, bởi vì sự chết thảm của con trai y, đứa con lớn triệu quốc cường mới hạ quyết tâm tới bình hải nhậm chức, gã muốn điều tra rõ chuyện này. Triệu vĩnh phúc cũng không tin vào báo cáo kết án của cảnh sát, thậm chí đối với bằng chứng của cố doãn chi, y vẫn mang hoài nghi cực lớn. Nhưng Trương Dương không nghi ngờ gì nữa là người có bối cảnh, có nhiều người như vậy bảo vệ hắn, Triệu Vĩnh Phúc cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nỗi đau mất con y thủy chung chôn sâu dưới đáy lòng. Lưu Thành Bình nhìn thấy sắc mặt của Triệu Vĩnh Phúc không đúng, quan tâm hỏi, Vĩnh Phúc huynh, sắc mặt anh hình như không tốt lắm. Triệu Vĩnh Phúc cười nói, không có gì, có thể là hai ngày nay công tác vất vả, có chút mệt mỏi. Triệu Vĩnh Phúc không hề nói lại chuyện trước đây cho Lưu Thành Bình, y đứng lên cáo từ. Sau khi Tạ Vân Phi cầu kiến bị cự tuyệt, Tâm tình trở nên càng buồn bực hơn, y cho rằng mình sở dĩ bị lạnh nhạt đều là vì Trương Dương. Tạ Vân Phi bảo thư ký gọi Trương Dương tới phòng của mình. Trương Dương nhìn thấy sắc mặt Tạ Vân Phi cũng không tốt, biết hành vi của mình hôm nay khẳng định đã chọc giận y, quả nhiên không ngoài sở liệu, Tạ Vân Phi vừa thấy Trương Dương đến liền oán giận nói: "Tiểu Trương à, vừa rồi cậu sao lại làm vậy? Đối với lãnh đạo phải có tôn trọng nhất định, hành vi như vậy của cậu đã tạo thành ấn tượng không tốt với lãnh đạo." Trương Dương cười nói, chủ nhiệm tạ, tôi chỉ là một con tôm, người ta là đại lãnh đạo, căn bản sẽ không thèm không chấp nhặt với tôi dâu. Tạ Vân Phi nói, cậu đó, làm như vậy đã khiến cho giới thể dục thể thao bình hải chúng ta không còn mặt mũi gì cả. Trương Dương nghe thấy câu này trong lòng liền có chút khinh thường, Tạ Vân Phi ông mặt dày đi lên, kết quả bị người ta phớt lờ, Lưu Thành Bình người ta căn bản không thèm quan tâm tới ông, là ông làm giới thể dục thể thao bình hải mất hết thể diện, Tôi vừa rồi là giúp ông lấy lại mặt mũi, ông sao không biết tốt xấu gì cả vậy?" Tạ Vân Phi nhìn thấy Trương Dương không nói gì, tiếp tục bảo, "Lát nữa cậu về kiểm điểm lại mình đi, viết một bản kiểm điểm rồi đưa cho tôi." Trương Dương rốt cuộc không nhịn được giận nữa rồi, hắn lắc đầu nói, "Ai muốn viết thì viết, dù sao tôi cũng không viết." Tạ Vân Phi nói, "Thái độ gì vậy?" Trương đại quan nhân ngay cả Lưu Thành Bình là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao quốc gia còn không thèm để vào mắt. Uống Chi là một phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh như Tạ Vân Phi, hắn đứng dậy nói: Chủ nhiệm Tạ, ngài có thể là không hiểu tôi, tính của tôi là vậy đó. Nói một câu thật lòng, tôi hôm nay chính là cố ý mạo phạm hắn. Lãnh đạo thì sao? Làm lãnh đạo cũng không thể có chủ nghĩa đặc quyền. Anh tôn kính, quốc cung với lãnh đạo người ta, nhưng người ta chắc gì đã để anh vào mắt? Chúng ta không phải là quốc gia xã hội chủ nghĩa sao? Không phải mỗi người đều ngang hàng sao? Tôi vì sao không nhìn thấy trong thực tế vậy? Quan có lớn đến thế nào cũng không phải là làm công cho nhân dân ư? Đều không phải là nô bộc thôi sao? Ai nói là cao quý hơn người khác nào? Sự ngạo mạn của một số quan viên đều là do chính những người ở xung quanh tạo thành đấy, bọn họ quen nhìn xuống quan viên hạ cấp, điều này cũng không thể trách bọn họ được, chúng ta tự mình không cần mặt mũi trước. Chúng ta đều phủ phục dưới đất nhìn lên bọn họ trước, sao có thể trách họ từ trên nhìn xuống chúng ta? Tạ Vân Phi bị những lời này của Trương Dương nói cho mặt đỏ bừng cả lên, y cũng không phải là kẻ ngốc, đương nhiên có thể nghe ra Trương Dương đang ám chỉ gì. Tạ Vân Phi nói, nhưng đối với đồng chí lãnh đạo cũng nên có tôn trọng tối thiểu. Trương Dương nói, sự tôn trưởng của tôi trước giờ chỉ để dành cho những người mà tôi tôn trọng, còn loại người ngay cả tôn trọng người khác cũng không biết thì bất kể hắn là ai, bất kể hắn làm quan lớn tới đâu, trong mắt tôi cũng chẳng bằng cái rắm. Trương đại quan nhân nói xong câu đó liền xoay người bước đi, tạ vân phi há hốc miệng ngây ra đó. Y thấy lời nói của Trương Dương quả thực cũng có chút đạo lý, nhưng Y lại cho rằng, mặc dù là lãnh đạo nhìn xuống anh, nhưng bởi vì vị trí của người ta cao hơn, người là hạ cấp cũng không nên mạo phạm thượng cấp. Vào buổi tối Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Nam Võ ở khách sạn Thể dục Thể thao mở tiệc chiêu đãi các đại biểu đến từ toàn quốc, Trương Dương và và Lý Hồng Dương cũng được mời, trừ những quan viên của giới Thể dục Thể thao bọn họ ra, còn có một bộ phận vận động viên đại biểu tham gia tiệc tối. Hạng mục điền kinh của Bình Hải trong phạm vi trong phạm vi toàn quốc cũng không được nổi bật cho lắm, vận động viên từ thành phố Nam Tích đi ra lại càng không có nhiều, lần này vận động viên Nam Tích tới tham gia tới giải điền kinh toàn quốc chỉ có một, vận động viên chạy đường dài Nghiêu Trấn Vĩ, tuy rằng Nghiêu Trấn Vĩ cũng họ Nghiêu, nhưng hắn không phải là người của Nghiêu Gia Quân, lần này đại biểu tỉnh Bình Hải tham gia hạng mục chạy dài 1.500m nam. Ngưu Trấn Vĩ ở trong hạng mục này cũng không có ưu thế gì. Lần này có thể tiến vào vòng chung kết cũng không phải là dễ dàng gì. Khi ăn cơm, Lý Hồng Dương đặc biệt gọi vận động viên duy nhất quê quán ở Nam Tích tới, giới thiệu với Trương Dương, chủ nhiệm Trương, đây là Ngưu Trấn Vĩ, vận động viên chạy đường giải ưu tú của thành phố Nam Tích chúng ta. Ngưu Trấn Vĩ rất hàm hậu, không hề ra vẻ gì cả, đương nhiên cái đó cũng có liên quan tới thành tích không xuất sắc của hắn, lần này nếu không phải trong đội có một người bị thương, một người bị cảm, cũng không tới lượt gã đại biểu cho Bình Hải tham gia. Hắn vươn tay hai tay ra rất cung kính bắt tay với Trương Dương, khi bắt tay người cũng cúi 90 độ chào chủ nhiệm Trương. Trương Dương cười nói, tiểu nghiêu à, có lòng tin trong giải này đạt được huy chương vàng không? Câu này khiến cho Ngưu Trấn Vĩ ngay ra, suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu hắn chính là vị chủ nhiệm trương này chỉ sợ là không hiểu gì về thể dục thể thao, hắn cũng không biết gì về trình độ chạy đường dài trong nước, đừng nói là huy chương vàng, cho dù là vào top 5 đã là phóng vệ tinh cho Bình Hải rồi. Trong những người chạy đường dài mạnh nhất Trung Quốc, lợi hại nhất là Nghiêu Gia Quân, chỉ cần Nghiêu Tuấn Sinh và đệ tử của Y đến, đảm bảo là càn quét cả hạng mục chạy đường dài này. Nghe nói lần này tới tham gia chạy 1.500m nam có hai đệ tử đắc ý của Y. Một người trong đó còn là người giữ hai kỷ lục châu Á và quốc nội, vận động viên khác tới tham gia cũng là cao thủ, Nghiêu Trấn Vĩ trước đó tính rằng mình có thể lọt vào top 8 đã là không tồi rồi. Nếu như có đột phát, có thể tiến vào top 5. Phải biết rằng thành tích tốt nhất của Bình Hải trong giải toàn quốc hạng mục này cũng chỉ là xếp thứ 5. Đoạt Huy chương vàng ư, căn bản là người si nói mộng. Nghiêu Trấn Vĩ chủ trừ không trả lời, Lý Hồng Dương cũng đã nhìn ra. Hắn cũng cho rằng Trương Dương đối với hạng mục chạy đường dài của Trung Quốc căn bản là không biết gì. Y cười nói tiểu nghiêu à, chủ nhiệm Trương nói đùa với cậu thôi, đừng bị áp lực cứ thả lòng tâm tình mà chạy, mặc kệ thành tích sau cùng thế nào, chỉ cần chạy ra phong cách của cậu, chạy ra sĩ khí của cậu là được rồi. Trương Dương cũng không dám gật bừa với những lời này của Lý Hồng Dương, hắn hỏi Nhiêu Trấn Vĩ, tiểu Nhiêu à, cậu tham gia thi đấu là vì cái gì? Nhiêu Trấn Vĩ ngây ra một thoáng, cuối cùng trả lời, để giành được thành tích tốt, để mang về vinh quang cho Bình Hải chúng ta. Bởi vì là giải thi đấu toàn quốc cho nên hắn nói như vậy. Trương Dương nói cái gì gọi là thành tích tốt? Người tham gia thi đấu nhiều như vậy chỉ có một người giành chiến thắng, vinh dự thuộc về ai? Thuộc về người đứng đầu, thuộc về quán quân. Như Trấn Vĩ là người thành thật, mồ hôi trên trán đã bắt đầu chảy. Vị chủ nhiệm của ủy ban thể dục thể thao này rõ ràng là đang tạo áp lực cho mình. Có ai mà không muốn đứng thứ nhất? Có ai mà không muốn đoạt được huy chương vàng? Nhưng dù vậy cũng phải nhìn vào thực lực của mình chứ. Không ai hiểu được phân lượng của bản thân hắn hơn hắn hắn không có bản sự đó, có thể đoạt được vị trí số 5 đã là nằm ngoài mong đợi rồi. Như Trấn Vĩ tuy rằng thành thật, nhưng hắn cũng có chút thông minh vặt của mình, trước mặt lãnh đạo, không thể biểu hiện quá yếu đuối, hắn thật lòng nói chủ nhiệm trương, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ cố hết sức, thi đấu ra phong cách, thi đấu ra trình độ, những lời như quyết đoạt trước quán quân thì có đánh chết hắn cũng không nói. Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm trương, Tiểu nhưu đã đáp ứng tham gia vận hội tỉnh lần này rồi, Đến lúc đó sẽ giành được một tấm huy chương cho nam tích chúng ta. Thực lực chạy đường dài của Ngưu Trấn Vĩ ở Bình Hải vẫn xếp trong ba top đầu, có cái lợi sân nhà, đoạt được một tấm huy chương vẫn nắm chắc. Trương Dương nói, nói tới vận hội tỉnh thì còn sớm lắm, trước tiên cứ thi đấu tốt giải điền kinh trước mắt đã rồi tính. Khi bọn họ đang nói chuyện bỗng nhiên nghe thấy một trận vỗ tay đinh tai nhức óc, chính là huấn luyện viên ngôi sao Ngưu Tuấn Sinh và đệ tử của y đến, bọn họ đương nhiên là ngôi sao của tối hôm nay cơ hồ tất cả ống kính đều chĩa vào họ nhất thời ánh sáng chói mắt hiện trường xôn xao kim thụ cường ủy ban thể dục thể thao tỉnh duyên đông kim thụ cường và như tuấn sinh sóng vai đi cạnh nhau trên mặt hắn hiện ra vẻ kiêu ngạo và vinh quang nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của kim thụ cường phó chủ nhiệm tả vân phi của ủy ban thể dục thể thao tỉnh bình hải trong lòng rất khó chịu thành tích chính là đạo lý cứng tỉnh bình hải lớn như vậy nhưng miền kinh lại không có được vận động viên xuất sắc nào kể ra cũng thực hổ thẹn như Tuấn Sinh và các đệ tử của Y được mời đến ngồi ở chiếc bàn trung tâm. Rất nhiều phóng viên xuống lại đây, ống kính của đài truyền hình cũng nhắm vào họ. Thậm chí rất nhiều vận động viên cũng tới xin chữ ký. Lý Hồng Dương nói khẽ với Trương Dương, nhìn người ta kìa, thật sự là phong quang quá. Hiện tại xí nghiệp muốn tìm bọn họ quay quảng cáo đều phải xếp thành hàng dài. Khi nói câu này, nhân viên công tác mang kỷ niệm phẩm tới, mỗi người khác ở đây đều nhận được hai hộp Trung Hoa Quy Miết Hoàn nghe nói nghiêu gia quân chính là ăn thứ này mới chạy nhanh như bay bước khỏi châu á ra ngoài thế giới sáng tạo ra một thành tích tuyệt vời trương dương đưa hai hộp của mình cho nghiêu tuấn sinh tiểu nghiêu lát nữa anh về ăn nhiều một chút lần này nói không chừng có thể chạy thứ nhất đó nghiêu trấn vĩ vội vàng chối từ chỗ tôi có nhiều rồi chủ nhiệm trương cứ giữ lấy cho mình đi trương dương nhìn thấy không tặng được quy miết hoàn đành giữ lại cho mình nhìn thấy chữ quáng cáo tư âm tráng dương trên hộp không khỏi cảm thấy buồn cười, như gia quân chẳng để ý tới hình tượng gì cả, ngay cả loại quảng cáo bảo vệ sức khỏe này cũng nhận. Sau khi tiệc rượu bắt đầu, Lý Hồng Dương nhắc nhở Trương Dương tới kính rượu phó chủ nhiệm tạ Vân Phi của Ủy ban Thể dục Thể thao. Qua chuyện hôm nay, Trương Dương cũng không có ấn tượng tốt gì với tạ Vân Phi này, cảm thấy vị phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao này thiếu khí phách, thiếu can đảm, vào thời khắc mấu chốt không dám bảo vệ vinh dự tập thể, chỉ biết cúi đầu trước lãnh đạo. Trương Dương tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn phải đi, xuất phát từ lễ phép, chén rượu này cần phải kính. Tạ Vân Phi nhìn thấy quan viên, vận động viên thể dục thể thao tỉnh Bình Hải đều tới đây kính rượu y, y thực sự là chịu không nổi, thế này đi, mọi người cùng cạn chén này, một mình tôi không thể nào uống với từng người được. Lãnh đạo đối với phương diện uống rượu có ngôn quyền, dưới sự kêu gọi của Tạ Vân Phi, mọi người cạn chén này. Trương Dương vốn không có hứng thú nhiều lắm với loại yến hội công vụ này, sau khi xong màn này Hắn nói với Lý Hồng Dương một tiếng rồi rời khỏi sảnh yến hội trước, ra ngoài cửa nhìn đồng hồ trong sảnh, mới 7 giờ tối, đang tính xem có nên ra ngoài đi dạo hay không thì nhìn thấy Thường Hải Tâm đi cùng với em họ Viên Phân Kỳ của cô ta về tới khách sạn. Thường Hải Tâm nhìn thấy Trương Dương, vẫy tay với em họ, "Phân Kỳ, em về đi, không cần tiễn nữa." Viên Phân Kỳ nói, "Chị nghỉ ngơi đi nhé, ngày mai em lại tới đón chị đi chơi." Khi nói câu này còn theo thói quen dùng tay hất tóc trên vai. Trương đại quan nhân nhìn thấy mà có chút buồn nôn, đàn ông đàn an sao lại cứ đi học theo con gái mà làm gì. Thường hải tâm gật đầu, đợi cho viên phân kỳ đi khỏi, cô ta mới cười khúc khích đi tới trước mặt Trương Dương. Trương Dương nói, ăn cơm chưa? Ăn ở nhà cầu tôi rồi. Thường hải tâm nhìn nhìn vào bên trong, ra sớm thế. Anh không phải là thích uống rượu ư. Trương Dương nói, uống rượu với chi kỷ mới ngàn chén không say, đám người bên trong không có ai là chi kỷ của tôi, uống với họ chẳng ngon. Thường Hải Tâm nói, nơi này là Vân An, muốn tìm chi kỷ của anh cũng không dễ dàng đâu. Cô không phải là chi kỷ của tôi ư. Mặt Thường Hải Tâm không khỏi đỏ lên, tôi không dám đâu, có điều, nơi này là nơi đất khách, tôi cũng không nhẫn tấm tâm nhìn thấy anh đơn độc ở dị hương, lâm thời làm chi kỷ của anh cũng không sao, thế này đi, tôi cùng anh ra ngoài đi dạo. Trương Dương rất nhanh liền hiểu được một mặt giảo hoạt của nữ hài tử, nói là cùng hắn, nhưng kỳ thật bản thân mình lại thành đi cùng cô ta, không những tiếp cô ta đi dạo phố mà còn phải giúp cô ta sách đồ. Trong mắt Trương Dương, bốc cục của thành thị Trung Quốc hiện đại phần lớn đều như nhau, thường hải tâm sau khi đi dạo hai cửa hàng tổng hợp liền không còn hứng thú nữa, sự phồn hoa của Nam võ còn không bằng Đông Giang, cô ta biết tối nay Trương Dương chưa ăn no, liền dẫm Trương Dương tới đường đi bộ cầu thánh nhân Nam võ, ở đây có túy ông cư buôn bán đã trăm năm, mấy món thức ăn bên trong rất có danh tiếng. Nhưng tới túy ông cư thì phát hiện bãi đỗ xe đằng trước đã chật kín xe, cô gái đón khách ở trước cửa cũng tỏ ý bảo muốn ăn thì phải đợi, đưa cho họ tấm thẻ số 12, cũng chính là nói, xếp trước bọn họ còn có 11 người nữa. Trương đại quan nhân thì không có tính nhẫn nại như vậy, đang chuẩn bị khuyên thường hải tâm đi thì đột nhiên nghe thấy một giọng quen, tôi nói cho anh biết, tôi nhất định muốn ly hôn, tháng tới tôi về bình hải anh tốt nhất chuẩn bị ký cho tôi trương dương theo thanh âm nhìn tới người gọi điện thoại đó không ngờ là lâm thanh hồng lão bà của lương thành long cũng chính là bạn của hắn lâm thanh hồng hậm hực dập máy bởi vì do đang tức giận cho nên không nhìn rõ đường ở phía trước suýt nữa thì đâm vào người trương dương lâm thanh hồng lập tức mắng như tát nước vào mặt đi đứng kiểu gì thế mù à mắng xong câu này mới thấy đối phương đang cười khi khi nhìn mình Trương Dương, Lâm Thanh Hồng cơ hồ là không thể tin được vào mắt mình, thật sự là vô sự bất tương phùng. Cô ta căn bản không ngờ ở cửa túy ông cư lại gặp được người bạn này. Lâm Thanh Hồng kinh hỉ nói cậu tới Nam võ lúc nào thế? Sao không báo cho tôi một tiếng? Trương Dương nói chỉ cả ngày bay từ Nam chí Bắc, tôi cũng không biết chị ở Nam võ. Đây không phải là bị chị đụng phải rồi sao? Tổng bộ của tập đoàn Thiên Kiêu của Lâm Thanh Hồng đặt ở thành phố Nam võ tỉnh Vân An, cô ta xuất hiện ở đây cũng không có gì là lạ lâm thanh hồng nghe thấy chữ đụng phải rõ ràng là có chút xấu hổ trương dương đừng tức giận mà tôi lúc này tâm tình không được tốt cũng không nhìn đường cô ta lại cười cười với thường hải tâm thường tiểu thư chúng ta đã gặp mặt rồi thường hải tâm cười cười vươn tay về phía lâm thanh hồng hai người bắt tay nhau trong lòng lâm thanh hồng không khỏi suy đoán trương dương và thường hải tâm rốt cuộc có quan hệ gì cái đám bạn của lương thành long này tất cả đều là hạng không có đức hạnh không có ai yêu đương một lòng cả, trong lòng tuy nghĩ vậy, nhưng Trương Dương dẫu sao cũng là bạn, Lâm Thanh Hồng không thể nào biểu hiện ra ngoài mặt được, cô ta giả vờ không hiểu, nói các vị đây là. Thường Hải Tâm lo lắng cô ta hiểu lầm, vội vàng giải thích, nam võ tổ chức một giải điền kinh toàn quốc, tôi và chủ nhiệm Trương cùng nhau tới đây công tác. Lâm Thanh Hồng giờ mới hiểu ra, có điều cô ta vẫn không tin hai người chỉ đơn giản là đi công tác, cô ta cười nói, cùng nhau ăn cơm đi, tôi cũng tới đây ăn bữa khuya. Trương Dương nói: "Không có chỗ, trước chúng tôi còn có hơn 10 người nữa, hay là tìm chỗ khác đi." Lâm Thanh Hồng nói: "Sao phải tìm, tôi đã đặt chỗ trước rồi." Cô ta gọi hai người đi theo cô ta vào trong. Trang trí trong quý ông cư rất cổ kính, bên trong nhà hàng cũng cực kỳ náo nhiệt, Lâm Thanh Hồng sớm đã đặt trước ở Hiên Thính Hà, cô ta vốn hẹn khách, nhưng khách có việc nên sau khi ký hợp đồng xong thì đi trước, Lâm Thanh Hồng vốn cũng muốn đi, nhưng về sau lại nghĩ mình chưa ăn cơm thế là dứt khoát tới đây ăn khuya không ngờ ở trước cửa lại gặp trương dương vào trong phòng ngồi trương dương phát hiện bàn ghế ở đây đều là làm bằng cây mây lâm thanh hồng nói với nhân viên phục vụ cứ cho như trước trương dương nói không cần quá long trọng đâu lâm thanh hồng cười nói cậu là bạn của tôi cậu tới vân an tôi đương nhiên phải tận lòng địa chủ rồi trương dương thật ra cũng không phải là khách khí với lâm thanh hồng chỉ là thường hải tâm có vẻ hơi câu nệ cô ta tuy rằng đã gặp mặt Lâm Thanh Hồng, nhưng giữa hai người cũng không quen lắm. Trương Dương không khỏi hỏi thăm quan hệ gần đây giữa Lâm Thanh Hồng và Lương Thành Long, phía Lương Thành Long thì hắn biết rõ, Lương Thành Long không muốn ly hôn, gã luôn muốn nối lại tình xưa với Lâm Thanh Hồng. Nhưng Lâm Thanh Hồng tựa hồ đã lạnh long rồi, kiên trì đòi ly hôn với Lương Thành Long, vừa rồi ở trước cửa tức giận cũng là vì chuyện này. Lâm Thanh Hồng cứ nhắc tới chuyện này liền chút phiền não, cô ta thở dài nói, Trương Dương, Cậu giúp tôi khuyên lương Thành Long đi, bảo anh ta ly hôn với tôi, chúng tôi đã tới nước này rồi, có cứ tiếp tục mãi cũng không được, miễn cưỡng ở với nhau cũng có ý nghĩa gì đâu. Trương Dương cười nói, chị gần đây chắc chưa gặp anh ta rồi, nói một câu thật lòng nhé, Lương Thành Long gần đây thay đổi triệt để rồi, tác phong sinh hoạt gần đây rất nghiêm cẩn, không có bất kỳ vấn đề gì, bình thường ngay cả nói chuyện với đàn bà con gái cũng không dám nhìn người ta, điểm này tiểu thường có thể làm chứng. Thường Hải Tâm gật đầu theo lâm thanh hồng nói càng là như vậy càng chứng tỏ trong lòng anh ta có quỷ trương dương cậu đừng có nói đỡ cho anh ta làm gì lương thành long là người như thế nào tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai tóm lại cậu giúp tôi chuyển cáo với anh ta cuộc hôn nhân này tôi nhất định phải kết thúc nói xong câu này cô ta ngượng ngùng cười cười trương dương cậu từ xa tới tôi lại cứ nhắc tới những chuyện không vui này chúng ta thử thức ăn của túy ngựa ông đi trương dương nhìn thấy thái độ của cô ta kiên quyết như vậy cũng không muốn tiếp tục nói chuyện với cô ta về vấn đề này nữa. Túy ông cư tổng cộng có 3 thứ tuyệt, túy hà nhất Việt tôm, hồng thiêu sư tử đầu nhất tuyệt thịt kho, nữ nhi hồng nhất Việt Trương Dương không quen uống nữ nhi hồng, chỉ thử một ngụm rồi đổi sang ngũ lương dịch, hai cân nữ nhi hồng mà Lâm Thanh Hồng gọi trên cơ bản đều là cô ta và thường hải tâm chia nhau uống. Trong ấn tượng của Trương Dương, tử lượng của Lâm Thanh Hồng vẫn rất tốt. Lâm Thanh Hồng là người sảng khoái, cô ta trên sự nghiệp rất thành công, tuổi còn trẻ mà chỉ dựa vào bản thân đã sáng lập ra tập đoàn Thiên Kiêu, khắc khổ kinh doanh đưa nó trở thành một trong những xí nghiệp phục trang có ảnh hưởng nhất khu Hoa Đông, cho dù là thực lực tổng hợp toàn quốc cũng xếp hàng đầu, nhưng đường tình cảm của Lâm Thanh Hồng rất không thuận lợi, Lâm Thanh Hồng và Lương Thành Long đều là sau khi ly hôn mới kết hợp với nhau, nhưng không ngờ cuộc ly hôn lần thứ hai vẫn kết thúc trong bi kịch. Lâm Thanh Hồng nói, Trương Dương, tôi hỏi cậu một câu nhé, đàn ông các cậu có phải là gặp ai yêu nấy không? Vấn đề này khiến Trương Dương có chút đau dầu, hắn nghĩ một chút rồi nói, ai cũng yêu cái đẹp cả, nhìn thấy con gái đẹp, động lòng cũng là điều khó tránh khỏi. Tôi biết ngay mà, đám đàn ông các cậu ai cũng có cái đức hạnh này. Thường Hải Tâm cũng gật đầu theo. Audio điện tử võ tấn bền chương 659, luyện ngón tay Trương Dương nói, động lòng thì động lòng, nhưng đó chỉ là hân thưởng, chưa chắc đã phải hành động, con người ta không giống nhau, lực khống chế cũng khác nhau, có người ở phương diện này tính kiểm chế rất mạnh, hắn có thể giữ mình trong sạch, nhưng có một số người ý chí trên phương diện này rất yếu ớt, cho nên... Cho nên mới ba lòng hai ý, thấy một người yêu một người. Lâm Thanh Hồng hậm hực nói. Trương đại quan nhân bỗng nhiên ý thức được hiện tại mình đang phải đối mặt với một oán phụ, nói đạo lý với cô ta căn bản là không thể, tình cảm quan của mình, Lâm Thanh Hồng khẳng định sẽ không công nhận cho nên nói với cô ta về vấn đề tình cảm là rất không sáng suốt. Trương Dương đổi đề tài, "Đúng rồi, chuyện liên quan tới tập đoàn Thiên Kiêu của chị muốn tài trợ trang phục cho vận hội tỉnh của chúng tôi lúc nào thì chính thức ký hợp đồng?" Lâm Thanh Hồng bật cười, "Ai cũng nói người làm sinh ý như chúng tôi thực tế, cậu so với chúng tôi còn thực tế hơn. Tháng sau tôi về Bình Hải, đến lúc đó sẽ ký hợp đồng. Còn một việc chính nữa là tìm Lương Thành Long ký đơn ly hôn." trương dương nhìn thấy lâm thanh hồng đã hơi say đề nghị chị tôi thấy chúng ta tối nay uống nhiều rồi tôi và hải tâm về còn có việc lâm thanh hồng tôi không sao đã lâu rồi không có ai tâm sự với tôi nói thêm lát nữa đi cô ta nâng chén nhưng ngay cả bình rượu cũng không cầm chắc được rượu bên trong đổ ra không ít trương dương nói chị dâu đừng uống nữa uống rượu nhiều có hại lắm lâm thanh hồng thở dài nói được không uống nữa cậu sau này cũng đừng gọi tôi là chị dâu nữa trương dương cười nói gọi quen rồi trong nhất thời không sửa được lâm thanh hồng nói không sửa được cũng phải sửa chị thanh hồng lâm tổng thậm chí trực tiếp gọi tôi là lâm thanh hồng cũng được đừng có gọi tôi là chị dâu tôi và lương thành long không còn bất kỳ quan hệ gì cả trương dương gật đầu nói được lâm tổng chúng tôi phải đi rồi hắn sợ lâm thanh hồng uống nữa sẽ thất thố lâm thanh hồng gọi nhân viên phục vụ để thanh toán thường hải tâm lúc này mặt cũng đỏ bừng bước chân liêu siêu trương dương ôm tay cô ta nói cô không biết uống thì uống nhiều như vậy làm gì chứ thường hải tâm nói cao hứng còn vì sao mà cao hứng thì cô cũng không nói ra được người ta sau khi uống rượu duy sẽ không được tỉnh táo trương dương và thường hải tâm bắt xe tới lâm thanh hồng lái chiếc bmw mini trương dương nhìn ra cô ta có chút không chịu được hơi rượu đương nhiên không yên tâm để cô ta một mình lái xe về, giật lấy chìa khóa của của cô ta, nói, Lâm Tổng, tôi đưa chị về, chị sống ở đâu? Lâm Thanh Hồng nói, cách khách sạn thể dục thể thao của hai người không xa, trên khu biệt thự hương Hà Loan dưới chân núi Nhàn Vân. Tôi chỉ đường cho cậu. Trương Dương đặt thường hải tâm ngồi ở ghế sau, Lâm Thanh Hồng lúc lắc ngồi ở ghế phụ, tay chỉ về phía trước lái xe. Đầu óc của Lâm Thanh Hồng rõ ràng đã không còn tỉnh táo, chỉ hướng cũng loạn thất bát tao, Trương Dương liên tiếp đi vòng mấy lần, cuối cùng dứt khoát không nghe cô ta nữa, hỏi người qua đường phương hướng của biệt thự, rồi chờ hai người tới biệt thự độc lập khu 18 B Hương Hàn Loan. Hiện tại người có tiền đều thích con số may mắn 18, Trương Dương nhìn thấy tên trên cửa, lại nhớ tới phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Tạ Vân Phi cũng ở phòng số 1818, không khỏi cười cười lắc đầu, người Trung Quốc từ lúc nào biến thành mê tin như vậy. Hắn mở cửa xe, Lâm Thanh Hồng hai mắt mơ màng, mặt đỏ bừng, thấp giọng mắng, nam nhân không phải là hạng tốt lành gì. Trương Dương nói, "Lâm tổng, về nhà rồi, nghĩ thầm tối nay mình coi như chịu trận thay lương Thành Long, những lời này vốn đều là mắng gã." Lâm Thanh Hồng lúc này đầu óc rất mê man, coi Trương Dương thành lái xe của mình, "Tiểu Trương, chìa khóa ở dưới hiên che năng ý, cậu, cậu mở cửa đi." Trương Dương có chút bất đắc dĩ, sớm biết rằng tử lượng của Lâm Thanh Hồng kém như vậy, Tối nay không nên để cô ta nhiều như vậy, lại nhìn Thường Hải Tâm, lúc này cũng đang nói linh tinh, miệng còn lẩm bẩm tôi khát nước. Trương Dương không đành lòng để cô ta ở lại bên trong xe, một tay đỡ Thường Hải Tâm, một tay kéo Lâm Thanh Hồng, nửa kéo nửa ôm hai người cùng tới trước cửa biệt thự, trong nhà Lâm Thanh Hồng không có ai, một mình ở trong một căn nhà lớn như vậy, ngay cả ô xin cũng không có, quả thực là rất cô đơn. Trương Dương kéo Lâm Thanh Hồng, Thường Hải Tâm dựa vào người hắn, nói tôi khát quá. Trương Dương vừa giận vừa buồn cười, ai bảo cô nhiều như vậy. Cho chết, khó khăn lắm mới mở được cửa phòng, Lâm Thanh Hồng lảo đảo đi vào, miệng vẫn mắng, nam nhân là hạng khốn nạn. Trương đại quan nhân thầm kêu khổ, hôm nay mình không biết mình gặp vận xui gì mà lại gặp phải hai nữ tử quỷ này. Lâm Thanh Hồng lảo đảo đi vào toilet, Trương Dương đặt thường hải tâm xuống salon, hắn đứng dậy vào phòng bếp rót nước cho hai cô, xem ra hai người say không nhẹ, phải mau cho hai người uống chút nước cho tỉnh táo nữ nhi hồng này nên đổi thành nữ nhân túy mới đúng. Trương Dương từ phòng bếp cầm hai cốc nước ra, nhìn thấy Thường Hải Tâm, hai con người thiếu chút nữa lòi ra khỏi trong. Thấy Thường Hải Tâm dựa nghiêng lên sa lông, áo ngoài đã cởi xuống, áo nhung dê cũng cởi luôn, trên người chỉ mặc mỗi một cái áo lót nhỏ, da thịt trắng nõn lộ ra hết, hai bầu vú đầy đặn săn chắc. Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân thiếu chút nữa không rời được khỏi người Thường Hải Tâm, thằng ôn này cố nén một trận đầu váng mắt hoa, đi tới cầm lấy áo khoác phủ lên người thường hải tâm, thường hải tâm mơ mơ màng màng đẩy tay hắn ra, nóng quá, khát quá. Trương Dương đổ nước vào miệng cô ta, cô trước tiên uống mấy ngụm đi rồi tính. Thường hải tâm tựa lên người hắn, mơ mơ màng màng, màng lè nhẹ, Trương Dương chỉ có thể ôm lấy bờ vai trần của cô ta, giúp cô ta uống nước. Thường hải tâm một hơi uống cạn nước trong cốc, tựa vào vai Trương Dương, Trương Dương. Em yêu anh lắm. Trương đại quan nhân giật nảy mình, mẹ ơi, lời này không nên để cho Lâm Thanh Hồng nghe thấy. Hắn bắt đầu thấy trạng thái của Thường Hải Tâm hôm nay có chút không đúng, cũng không giống như là say rượu đơn thuần, chẳng lẽ bên trong rượu này còn bỏ thêm thứ gì đó. Trương Đại Quan Nhân đang đăm chiêu suy nghĩ thì Lâm Thanh Hồng từ toilet đi ra, khiến Trương Dương xấu hổ không thôi là, trên người Lâm Thanh Hồng cũng đã cởi gần hết quần áo, chỉ còn mỗi áo lót và chiếc bra hình tam giác, thân hình của Lâm Thanh Hồng cũng khá là bốc lửa, Tuy rằng không bằng thường Hải Tâm, nhưng toàn thân cũng núi non chập trùng, đường cong cực kỳ gợi cảm. Trương Đại Quan Nhân tuy rằng háo sắc, nhưng vẫn phải có nguyên tắc, Lâm Thanh Hồng là vợ của Lương Thành Long, vợ của bằng hữu không thể đụng, hơn nữa, Trương Đại Quan Nhân đối với Lâm Thanh Hồng cũng không có một chút ý đồ gì, hắn cầm chăn trên sa lông đắp lên người Lâm Thanh Hồng, "Chị dâu, chị uống nhiều rồi." Ai ngờ Lâm Thanh Hồng lại ôm chầm lấy hắn, "Anh là đồ không có lương tâm. Anh là đồ không có lương tâm." chăn cũng từ trên người cô ta rơi xuống, thân thể gần như là lõa lổ dán chặt lên người Trương Dương, Trương Dương xấu hổ vô cùng, mồ hôi trên trán cũng túa ra như tắm, bên này thường hải tâm không biết từ lúc nào đã từ phía sau ôm lấy hắn, mặt dán chặt lên lưng hắn, thân thể cũng không ngừng ma sát lên người hắn, Lâm Thanh Hồng ôm Trương Dương muốn hôn hắn, Trương Đại Quan Nhân đã bao giờ gặp cảnh này đâu, may mà ý thức của hắn vẫn còn tỉnh táo, vươn tay ra điểm trúng huyệt đạo của Lâm Thanh Hồng, rồi quay lại điểm huyệt thường hải tâm nhấc tay lên lau mồ hôi trên trán con mẹ nó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy. Trương Dương cảm thấy nhất định là vò nữ nhi hồng đó có vấn đề, không khéo bên trong bỏ thuốc kích dục gì rồi, Trương Dương lại lấy chăn khoác lên người Lâm Thanh Hồng, ôm cô ta lên đặt vào trong phòng ngủ, nhìn Lâm Thanh Hồng mặt ửng hồng, Trương Dương không khỏi thở dài, vươn tay sờ mạch của cô ta, nhận thấy mạch đập của Lâm Thanh Hồng rất nhanh, chắc là chúng xuân dược gì rồi, mấy thứ này đối với thân thể không có hại gì lắm, đợi cho dược lực mất đi tự nhiên có thể khỏi. Trương Dương cầm di động của Lâm Thanh Hồng, tìm số điện thoại quen, thấy số điện thoại của Tào Tính, trợ lý của Lâm Thanh Hồng, Trương Dương gọi điện thoại cho Tào Tính, dưới loại tình huống này hắn cũng không thích hợp lưu lại đây, tốt nhất là để Tào Tính tới đây lo cho cô ta, nếu qua đêm tại chỗ này, khẳng định sẽ gặp điều tiếng. Tào Tính sau khi nhận được điện thoại rất nhanh liền tới nhà Lâm Thanh Hồng, nhìn thấy Trương Dương ngồi ở trong phòng khách, bên cạnh hắn là Thường Hải Tâm vẫn ngủ say, lúc này, Trương Dương đã mặc quần áo giúp Thường Hải Tâm, từ bên ngoài không nhìn ra điều gì khác thường. Tào Tĩnh trước đây đã gặp Trương Dương vài lần, chủ nhiệm Trương, làm sao vậy? Trương Dương cười nói, hai cô này uống say quá rồi, Lâm tổng đang nghỉ ngơi ở trong phòng, cô ấy bảo tôi gọi điện thoại nhờ cô tới chiếu cố. Tào Tĩnh gật đầu, có chút lo lắng nói, còn cần đưa chị ấy tới bệnh viện không? Trương Dương cười nói, không cần, uống hơi nhiều thôi, tỉnh rượu là không sao. Cô giúp chị ấy dùng nước mắt lau người sẽ tỉnh rượu mau hơn. Trương Dương sau khi giao Lâm Thanh Hồng cho Tào Tĩnh liền yên lòng, hắn dẫn Thường Hải Tâm rời khỏi biệt thự Hương Hàn Loan, bắt xe rồi về thẳng khách sạn thể dục thể thao. Trở lại khách sạn thể dục thể thao đã 10 rưỡi tối, Trương Dương sợ Thường Hải Tâm sẽ nói linh tinh cho nên không dám giải huyệt cho cô ta, trực tiếp đưa cô ta vào phòng của cô ta, may mắn là trên đường không gặp người quen, Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao thành phố Bắc Cảng Tào Diễm Diễm ở cùng phòng với Thường Hải Tâm bởi vì sự cố cho nên không thể tham gia hội nghị lần này, vừa hay tạo điều kiện cho Trương Dương chiếu cố Thường Hải Tâm. Trương Dương giúp Thường Hải Tâm cởi giày, nhìn thấy đôi chân gợi cảm này, không nhịn được mà sờ vài cái, nhưng hắn lưu ý tới trên mắt cá chân của Thường Hải Tâm nổi lên một số nốt đỏ, Trương Đại Quan Nhân trong lòng ngây ra, lật chân cô ta xem một lượt, phát hiện trên chân cô ta đầy là nốt nhỏ màu đỏ, hô hấp của cô ta cũng biến thành càng lúc càng gấp rút, Trương Dương thầm kêu bất diệu, chẳng lẽ cô bé này quá mẫn cảm với thành phần dược vật nào đó trong rượu. Nếu thật sự là vậy thì không khéo sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Trương Dương không dám chậm chế, khóa kỹ cửa phòng lại, lột tất cả áo của Thường Hải Tâm ra, trên người Thường Hải Tâm chỉ còn lại có một bộ nội y màu đen, Trương Đại Quan Nhân nhìn cảnh hương diễm này, cắn chặt răng, nuốt nước miếng một cái. Vừa tới địa giới Vân An đã gặp phải khảo nghiệm ý chí lớn như thế này, Trương Đại Quan Nhân cảm thấy mình có chút bi thương. Trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng hắn đối với tình huống của Thường Hải Tâm cũng không dám chậm chế, phát hiện tứ chi và phần cổ của Thường Hải Tâm có không ít chỗ nổi mẩn đỏ, chắc là mẫn cảm với dược vật, lại xe mạch đập của cô ta, phát hiện mạch đập của Thường Hải Tâm không ngờ trở nên yếu ớt vô cùng, thế này thì không ổn rồi. Trương Dương cắn chặt răng, trước tiên giải huyệt đạo cho Thường Hải Tâm, sau đó lại nhanh chóng điểm á huyệt của cô ta, hắn là sợ thường hải tâm một khi hét lên xe làm tình tất cả đều lãnh đạo ở chung quanh đến lúc đó hắn cho dù nhảy vào sông hoàng hà cũng rửa không sạch thường hải tâm mở hé mắt ánh mắt mê loạn nhìn trương dương môi hé mở bộ dạng như dê núi đợi làm thịt trương đại quan nhân nói khẽ hải tâm cô nghe này cô chúng mê hồn dược rồi lại mẫn cảm đối với dược vật tôi phải dùng nội lực giúp cô bức mê dược ra thường hải tâm nhìn trương dương trên khuôn mặt trước giờ luôn thanh lệ lúc này lại đầy vẻ vũ mị dụ hoặc trương dương thầm than mê dược này lợi hại quá cho dù là nữ hài tử băng thanh dục khiết chúng loại mê dược này cũng sẽ biến thành đáng phụ dâm nữ hắn vươn tay ra nắt mạch của thường hải tâm thân thể của thường hải tâm dán chặt vào lòng hắn trương đại quan nhân kêu khổ không ngừng mục đích hắn giải huyệt đạo cho thường hải tâm là sợ chế trụ huyệt đạo của cô ta sẽ ảnh hưởng đến sợ vận chuyển máu của cô ta tăng thêm sự có hại của mê dược đối với thân thể tiến thêm một bước dẫn tới phản ứng mẫn cảm, nhưng dược lực trong cơ thể Thường Hải Tâm lúc này đang ở vào lúc mạnh nhất, cô ta dán chặt lên người Trương Dương, hai tay liều mạng muốn xé quần áo của Trương Dương, Trương Dương chỉ có thể một lần nữa chế trụ huyệt đạo của cô ta, song trường áp lên hậu tâm của cô ta, chân khí của bản thân chậm rãi đẩy tới, trước khi khu trừ mê dược cho Thường Hải Tâm, Trương Dương đã đoán trước được hiệu quả sẽ không được tốt. Loại mê hồn dược này tác dụng đối với máu chỉ là thứ yếu kích thích hệ thần kinh dẫn tới ảo giác mới là mấu chốt, nội lực cho dù có thể khu trừ một bộ phận độc tố, nhưng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn thay đổi hệ thần kinh đang hưng phấn. Nội lực sau khi đẩy một vòng trong người thường hải tâm, phát hiện những nốt đỏ trên người cô ta chẳng những không bớt đi mà ngược lại càng lúc càng nhiều, nhiệt độ cơ thể của thường hải tâm cũng nóng tới dọa người, Trương Dương nhìn thấy hiệu quả kém như vậy, không dám chế trụ huyệt đạo của cô ta nữa. Hắn sợ Lâm Thanh Hồng cũng phát sinh tình trạng tương tự, lại gọi điện thoại cho Tào Tính. May mà Lâm Thanh Hồng không có việc gì. Mặt Thường Hải Tâm đỏ bừng, Trường Dương cũng biết phương pháp chữa khỏi cho cô ta, nhưng quân tử không ra tay lúc người ta gặp nguy. Hiện tại Thường Hải Tâm căn bản chính là ý thức không rõ ràng, mình nếu làm việc đó với cô ta, chẳng phải là rất bị ổi ư. trương Đại Quan Nhân quyết tâm thử một lần nữa, ngưng thần nín thở, đang chuẩn bị khu trừ mê dược cho Thường Hải Tâm thì bỗng nhiên cảm thấy giữa hai chân căng ra, tay Thường Hải Tâm đã nắm chúng mệnh căn của hắn rồi. Trương đại quan nhân lòng thì mềm như sợi bún, nhưng chỗ đó thì lại cứng như sắt, ánh mắt lại một lần nữa chiếu lên người thường hải tâm, trong thoáng chốc này cô bé này đã cởi nốt chút quần áo còn sót lại trên người mình xuống rồi. Trương Dương lúc này thật sự là máu nóng dồn lên, nhìn thấy bộ dạng này của thường hải tâm, phòng tuyến tâm lý của hắn như sắp sụp đổ, hắn nhắm mắt lại, chút ý thức còn sót lại vẫn đang do dự, thân thể mềm mại nóng rực của thường hải tâm đã lao tới, ôm lấy cổ hắn, hôn như mưa lên mặt Trương Dương. Vào sát na hai môi tiếp xúc với nhau, trương đại quan nhân nhìn mị thái mê người của thường hải tâm, trong lòng rung động, máu cả người tựa hồ dồn hết lên não. Một tay nắm lấy bộ ngực cao vút săn chắc của cô ta, miệng thì hôn lên cổ cô ta, dưới sự kích thích mãnh liệt của trương dương, thường hải tâm cũng không chịu được mà bắt đầu thở dốc, thân thể của cô ta run liên tục theo từng cái hôn của trương dương, hô hấp biến thành càng lúc càng cấp xúc. Ngón tay lần mò cởi quần của Trương Dương, bàn tay mềm mại trực tiếp nắm chặt lấy cái chỗ đó của hắn, Trương Dương cảm thấy da của Thường Hải Tâm càng lúc càng nóng, ánh trăng mờ mờ xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, trên mặt cô đầy là vẻ mê loạn trầm ví, thân thể nóng rực cũng nghênh hợp với sự vuốt ve ôn nhu của Trương Dương, tay Trương Dương lặng lẽ mò xuống phần chân của Thường Hải Tâm, nhẹ nhàng ma sát cái bộ vị mềm mại đang tách ra đó, ngón tay linh hoạt gầy gầy nơi mẫn cảm nhất của Thường Hải Tâm, Thường Hải Tâm cả người run bắn lên như điện giật, hai đôi chân thon dài trắng nõn liều mạng kẹp chặt lấy ngón tay của Trương Dương. Theo sự vuốt ve của hắn mà rên rỉ, bàn tay thì nắm chặt lấy cái chỗ cứng ngắc đó của hắn, giống như là người chết đuối tóm chặt cọc, hai mắt thì nhắm hờ, má đỏ hồng, ngược phập phồng kịch liệt. Trương Dương hôn giái tai của cô ta, ngón tay của hắn không ngừng khiêu khích thân thể của Thường Hải Tâm, nơi mà ngón tay chạm đến đã sớm ướt nhẹp. Dưới bóng đêm tĩnh lặng, ánh trăng mông lung, trong phòng ấm áp như xuân, trong lòng là một cô gái xinh đẹp chỉ sợ trên thế giới này không một nam nhân khỏe mạnh bình thường nào chịu nổi sự dụ hoặc này, Trương Dương cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình không ngừng tăng lên, hắn không thể nào khống chế được sự xung động của mình nữa, hắn nắm lấy ngực Thường Hải Tâm, quỳ xuống giữa hai chân cô ta, đầu gối tách hai chân cô ta ra, hắn cẩn thận mà kích động bắt đầu tiếp xúc thân mật lần đầu tiên với Thường Hải Tâm. Thường Hải Tâm cảm thấy đau đớn, cảm giác đau đớn như bị xé rách khiến ý thức của cô ta trong thời khắc ngắn ngủi khôi phục lại một chút tỉnh táo cô ta tự hồ nhận thấy được điều gì đang xảy ra, nhưng thân thể của cô ta nói rõ với cô ta rằng mình đang cần gì, Trương Dương cũng nhận thấy được thân thể mềm mại của thường hải tâm giang run dày kịch liệt. Hắn cảm nhận được sự ấm áp và ướt át sâu trong thân thể thường hải tâm, Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô ta, thân thể cường tráng hành động nhịp nhàng theo tiết tấu, thể hội cảm giác tiêu hồn mà thân thể hoàn mỹ của thường hải tâm mang tới. Trương Dương dần dần đi sâu vào trong cơ thể thường hải tâm mạnh hơn, thân thể của cô ta dưới sự trùng kịch điên cuồng của Trương Dương run rẩy kịch liệt, bởi vì bị Trương Dương điểm á huyệt, phản ứng của Thường Hải Tâm càng thêm tập trung vào hô hấp càng lúc càng dồn dập. Bụng của cô ta không nén được mà dướn về phía trước, tựa hồ hy vọng có thể cảm thụ khoái cảm bị Trương Dương trùng kích hơn nữa, tế bào cảm giác truy cầu khoái lạc của cô ta đã hoàn toàn công chiếm trung tâm thần kinh của cô ta, thân thể của Thường Hải Tâm giống như sóng nhấp nhô dưới người Trương Dương, cảm thấy mình giống như bị thủy triều tình yêu bao bọc, cảm giác sung sướng và sảng khoái lan ra tới mỗi một bộ phận trên người cô ta. Ánh mắt mê loạn của thường hải tâm dần dần trở nên trong suốt, nốt đỏ trên da thịt của cô ta đã hoàn toàn mất hết, tới cũng nhanh mà đi cũng rất nhanh. Tuy rằng mặt của của cô ta càng thêm hồng hào hơn, nhưng đó là tác dụng sau khi đã qua kích tình. Nhìn thấy thường hải tâm đã khôi phục lý trí, Trương Dương giống như một đứa nhỏ làm sai, tất cả những gì phát sinh trước mắt hắn phải giải thích với thường hải tâm như thế nào đây, nói rằng là mình là để chữa bệnh cho thường hải tâm ư. Là xả thân cứu người sao, có trời mới tin. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, hơn nữa ngày Trương Dương mới ý thức được mình vẫn còn đang ở phía trên cô ta, hắn vội vàng bò xuống, nhưng lại bị thường hải tâm vươn tay ra, ôm chặt lấy, miệng chu lên, bộ dạng rất đáng thương, Trương Đại Quan Nhân cũng có chút tâm đắc đối với tâm lý của nữ nhân. Chẳng trách người ta nói đường thông tới tâm linh của nữ nhân là cái đó, xem ra mình lưu mạng biểu diễn đã chinh phục được thường hải tâm rồi. Trương Dương giải á huyệt cho cô ta, nói khẽ chuyện kỳ thật là như thế này. Thường hải tâm nói, em không nghe. Cô ta phát giác ánh mắt của Trương Dương đang nhìn chầm chầm vào ngực mình, mặt không khỏi lại đỏ lên, vươn tay ra ôm cổ Trương Dương, môi thơm chủ động dâng hiến, tìm môi của Trương Dương, đầu lưỡi mềm mại ướt át đưa vào, trong đầu Trương Dương là một mảng trống rỗng, nhiệt liệt quấn lấy đầu lưỡi của cô ta, lướt quanh khoang miệng của cô ta máu nóng sôi trào đã đốt cháy thân thể họ, bọn họ vong tình chìm đâm trong thời khắc mê người này. Thường hải tâm thở dốc kịch liệt bên tai Trương Dương, khí thức thơm ngát của cô ta khiến Trương Dương như chìm vào một giấc mộng đẹp vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Khi Lý Hồng Dương tỉnh lại phát hiện Trương Dương đã quay về phòng từ lúc nào, y dai dai gáy, cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Trương Dương ngáp một cái cũng từ trên giường ngồi dậy, lão Lý, chào buổi sáng. Chào buổi sáng, lý hồng dương mơ mơ màng màng nhìn hắn vẫn không nhớ nổi hắn tối hôm qua trở về vào lúc nào trương dương nói tối hôm qua anh ngủ ngáy to quá lý hồng dương gãi gãi đầu ngượng ngùng bật cười bình thường ở nhà lão bà của tôi cũng ngủ riêng vì không chịu nổi tiếng ngáy của tôi trương dương mình trần đứng lên lý hồng dương có chút hâm mộ nhìn cơ thể săn chắc của hắn nhớ ngày trước khi mình trẻ tuổi như vậy hiện tại già rồi trương dương kéo rèm trong phòng đột nhiên sáng rực lên Lý Hồng Dương lúc này mới lưu ý đến, trên cổ chủ nhiệm Trương có một một vết bầm màu đỏ, Lý Hồng Dương đi tới, vừa nhìn đã biết là chuyện gì đã xảy ra, vốn muốn nhắc Trương Dương một tiếng, nhưng lời nói đến môi lại tụt vào, có một số việc tốt nhất đừng nói thì tốt hơn, nói ra ngược lại thành xấu hổ. Cho dù Lý Hồng Dương không nói, Trương Dương khi rửa mặt cũng nhìn thấy, trên cổ có một dấu môi son rất rõ ràng, khẳng định là khi tối hôm qua Triển Miên Biên cuồng với Thường Hải Tâm lưu lại, trong túi du lịch của hắn có salon pass nhân lúc Lý Hồng Dương không chú ý, dán salon pass lên, che đi vết bầm này, cán bộ quốc gia chúng ta phải chú ý tới hình tượng cá nhân mà. Sau khi ra ngoài nhìn thấy Lý Hồng Dương cũng không có dị trạng gì, Trương Dương cũng yên lòng, hắn đặc biệt chọn một cái áo sơ mi cao cổ để mặc. Lý Hồng Dương nhìn thấy bộ dạng giấu đầu hở đuôi của Trương Dương, thiếu chút nữa cười ra tiếng, có điều y lăn lộn trong quan trường cũng không phải là hai ngày, vào thời khắc mấu chốt vẫn biết che giấu suy nghĩ, Y nói khẽ chủ nhiệm Trương, khách sạn đã chuẩn bị bữa sáng cho chúng ta rồi." Trương Dương nói, "Được, tôi đi gọi tiểu thường một tiếng." Trương Dương đi tới phòng Thường Hải Tâm, trước khi gõ cửa trong lòng cũng thấp thỏm, quan hệ giữa hai người đã phát triển có tính thực chất, hoàn toàn khác với trước đây, tuy rằng đêm qua hai người thành khẩn với nhau, nhưng hôm nay trời sáng rồi, không biết sau khi gặp mặt liệu có xấu hổ hay không. Trương Dương chuẩn bị tâm lý một lúc khi chuẩn bị gõ cửa thì thường hải tâm từ bên trong mở cửa phòng ra nhìn thấy có người đứng ngoài cửa thường hải tâm giật nảy mình sau khi thấy rõ là trương dương cô ta không khỏi oán trách anh đứng ngoài cửa làm gì không biết gõ cửa à trương dương nhìn thấy thần thái của thường hải tâm vãn như bình thường hắn cười nói tôi đang định gõ cửa đây thường hải tâm nhìn thấy salon pass trên cổ trương dương nói khẽ cổ anh sao vậy trương dương làm mặt xấu nhìn cô ta cái đó cô hiểu mà. Thường Hải Tâm lập tức hai má đỏ bừng, gắt khẽ, không thèm để ý tới anh nữa. Kỳ thật trên người cô ta cũng có không ít vết bầm, có điều Trương Dương dẫu sao cũng là kinh nghiệm phong phú, không lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên những chỗ lộ ra ngoài. Trương Dương nói, chuyện tối hôm qua. Thường Hải Tâm lắc đầu ngăn hắn nói tiếp, đừng nói nữa có được không. Trương Dương ừ một tiếng, đề nghị đi ăn đi. Thường Hải Tâm nói khẽ, không đi đâu, đúng rồi, Lễ khai mạc sáng nay tôi cũng không đi. Trương Dương cho rằng chuyện tối hôm qua đã tạo thành ảnh hưởng gì đó cho cô ta, quan tâm nói cô làm sao vậy. Thường Hải Tâm thẹn thùng lắc đầu, nói khẽ có chút. Tôi muốn nghỉ ngơi. Trương đại quan nhân lúc này mới hiểu được là vì duyên cớ gì, nếu nói lần đầu tiên là bởi vì giải trừ tác dụng của mê dược cho Thường Hải Tâm thì mấy lần sau không thể dùng trị bệnh để giải thích nữa rồi. Thường Hải Tâm ôn nhu nói, anh đi đi. Tôi nghỉ ngơi một lát là sẽ không sao thôi, dù sao tôi cũng không thích tham gia lễ khai mạc." Trương Dương nói, "Vậy tôi lát nữa mang chút đồ ăn về cho cô nhé." Thường Hải Tâm gật đầu. Lễ khai mạc diễn ra vào 10 giờ sáng, Trương Dương sau khi ăn xong bữa sáng phát hiện tiệc đứng ở đây không cho mang đồ ăn ra ngoài, hắn đành đi ra cửa hàng ở ngoài khách sạn mua một ít đồ ăn sáng mang về cho Thường Hải Tâm, khiến hắn hoang mang là Thường Hải Tâm không hề nhắc lại chuyện xảy ra tối hôm qua trương đại quan nhân cũng là một người rất có trách nhiệm nếu hắn và thường hải tâm đã có quan hệ này về sau nói sao cũng phải chịu trách nhiệm với cô ta vừa đưa đồ ăn sáng cho thường hải tâm lâm thanh hồng gọi điện thoại tới lâm thanh hồng cũng vừa mới tỉnh dậy không lâu đầu đau như búa bổ trương dương tối hôm qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy trương dương nói có gì đâu chị uống nhiều rượu hải tâm cũng uống nhiều tôi đưa chị về nhà chị xong thì gọi điện thoại của nữ trợ lý tào tĩnh của chị Bảo cô ta tới chiếu cố chị, giờ sao rồi? Đã tỉnh rượu chưa? Lâm Thanh Hồng thở dài nói, đau đầu lắm, miệng lưỡi thì khô khốc, hai mắt hoa lên, cảm giác như vừa bị bệnh nặng một trận vậy. Trương Dương nghe cô ta nói như vậy, không khỏi có chút buồn cười, Lâm Thanh Hồng không tốt số như vậy, không có ai giải trừ dược lực cho cô ta, chịu khổ một đêm, đương nhiên thân thể sẽ không thoải mái, hắn quan tâm nói, uống nước nhiều nước vào, về sau tâm tình không tốt cũng đừng đi uống rượu. Tối hôm qua may mà gặp tôi và Hải Tâm, nếu không chị uống rượu một mình chẳng phải là rất phiền phức ư. Trương Dương không hề nhắc tới trong rượu có huyền cơ khác, chuyện này sau lưng khẳng định có chút mở ám, nhưng Trương Dương không muốn chuyện giữa hắn và thường Hải Tâm bị người ngoài biết. Lâm Thanh Hồng nói, Hải Tâm thế nào rồi? Trương Dương nói, vẫn ổn, so với chị thì đỡ hơn. Lâm Thanh Hồng lại thở dài nói, thật sự là ngại quá, chờ tôi khỏe lại nhất định sẽ đăng môn xin lỗi hai người. Trương Dương gác máy rồi nói với Thường Hải Tâm, cô nghỉ ngơi đi, tôi tới sân thể dục tham gia lễ khai mạc. Thường Hải Tâm gật đầu, bỗng nhiên nói, tối hôm qua rượu có phải có vấn đề hay không? Trương Dương nói, chuyện này á, nói ra thì dài lắm, đợi tôi về rồi sẽ từ từ giải thích cho cô. Thường Hải Tâm gật đầu, chạm phải ánh mắt của Trương Dương, nhớ tới sự điên cuồng và mê loạn của mình tối hôm qua, mặt nhất thời lại đỏ lên. Cô ta không hề bởi vì chuyện tối hôm qua mà hối hận, ở sâu trong nội tâm ngược lại thấy hạnh phúc và ấm áp, từ cái đêm Trương Dương lẻn vào khuê phòng của cô ta, chui vào chân của cô ta, tim cô ta đã hoàn toàn thuộc về Trương Dương, chuyện tối hôm qua tuy rằng tới rất đột nhiên, nhưng cô ta không hề bởi vậy mà sinh ra hối hận. Lâm Thanh Hồng cố gắng nhớ lại tất cả chuyện tối hôm qua, tuy rằng trong đầu ngẫu nhiên hiện lên một số hình ảnh rời rạc, nhưng một chút hình ảnh này không đủ để hình thành một trí nhớ đầy đủ. Tào Tĩnh cả đêm đều ở cùng cô ta, cầm một cốc nước tới cho cô ta. Lâm Thanh Hồng uống nước xong rồi nói, "Tào Tĩnh, cô về nghỉ ngơi đi, đúng rồi, gọi điện thoại tới công ty, sáng nay tôi không tới được." Tào Tĩnh gật đầu. Lúc này chuông cửa vang lên, Tào Tĩnh đứng dậy đi mở cửa, phát hiện ngoài cửa có một nam tử, một nam tử mặc quân trang đang đứng, chính là chồng cũ Trình Quốc Bân của Lâm Thanh Hồng, Trình Quốc Bân là đại đội trưởng trung đoàn phòng cháy võ cảnh thành phố Nam Võ, trông cũng đường đường. Tào Tĩnh nhìn thấy Trình Quốc Bân thì ngây ra một thoáng vẫn cười nói, đội trưởng Trình, là ngài à. Trình Quốc Bân vẻ mặt rất nghiêm túc, Tào Tính, Thanh Hồng có nhà không? Tào Tính gật đầu. Trình Quốc Bân bước vào bên trong, Tào Tính vội vàng ngăn lại, lâm tổng của chúng tôi vẫn chưa rời giường. Tuy rằng bọn họ trước đây là vợ chồng, nhưng hiện tại dù sao cũng đã ly hôn rồi. Trình Quốc Bân nói, được, tôi ở phòng khách chờ cô ta, cô mời cô ta xuống đi. Tào Tính vội vàng đi tìm Lâm Thanh Hồng. Trình Quốc Bân ngồi xuống salon, lấy thuốc lá ra châm một điếu, ngẩng đầu lên nhìn ảnh cưới trên tường, tân nương là Lâm Thanh Hồng, nhưng tân lang không phải là hắn, mà là trượng phu hiện tại của Lâm Thanh Hồng, Lương Thành Long, trong mắt Trình Quốc Bân hiện lên một tia ghen ghét. Tuy rằng hắn và Lâm Thanh Hồng đã ly hôn, nhưng ở sâu trong lòng hắn vẫn yêu nữ nhân này. Hút xong hai điếu thuốc, Lâm Thanh Hồng mới từ trên lầu đi xuống, cô ta đã rửa mặt thay quần áo, đầu óc của Lâm Thanh Hồng lúc này đã tỉnh táo lại cô ta phát hiện mình cơ hồ là trần chuồng đi ngủ, quần áo của mình rốt cuộc là ai đã cởi, cô ta không tiện hỏi tào tính, có lẽ trước tiên nên nghỉ ngơi đã, sau đó từ từ nhớ lại xem tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. chương 660, vật lộn. Lâm Thanh Hồng nhìn thấy Trình Quốc Bân, ngửi thấy mùi thuốc là khắp phòng, cô ta có chút chán ghét nhíu mày, vừa đi xuống cầu thang vọc nói, anh chừng nào thì có thể học được cách nghĩ cho người khác. Trình Quốc Bân nói, em thì vĩnh viễn không học được cách bao dung cho người khác, ở trong mắt em, anh Thủy Trung không có bất kỳ ưu điểm nào. Lâm Thanh Hồng ngồi xuống đối diện Trình Quốc Bân, tuy rằng cô ta đã trang điểm nhưng Trình Quốc Bân vẫn nhìn thấy vẻ mệt mỏi trên mặt cô ta, Trình Quốc Bân hỏi em tối hôm qua đã đi đâu. Lâm Thanh Hồng trợn mắt lên, nói, Trình Quốc Bân, anh có lầm hay không đó, chúng ta đã ly hôn rồi, tôi hiện tại có hôn nhân của tôi, có gia đình của tôi, Giữa tôi và anh đã không còn bất kỳ quan hệ nào nữa rồi, anh dựa vào gì mà hỏi đến chuyện sinh hoạt cá nhân của tôi? Trình Quốc Bân nói, em có hôn nhân mới, có gia đình mới ư, nhưng anh nghe nói em sắp ly hôn rồi. Lâm Thanh Hồng tức giận nói tức giận nói, cái đó liên quan gì tới anh? Nếu anh sáng sớm đến đây là để chọc tức tôi thì mục đích của anh đã đạt được rồi đó, hiện tại đi ra ngoài cho tôi. Trình Quốc Bân cười 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 nhìn Tào Tĩnh đang đứng đầu xa có chút không biết nên làm gì. Tào Tĩnh, cô đi ra ngoài một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với Lâm Tổng của cô. Tào Tĩnh dạ một tiếng. Lâm Thanh Hồng thì không chút khách khí nói, người nên đi ra ngoài là anh. Trình Quốc Bân nói, Thanh Hồng, anh tới tìm em thật sự là có một số việc muốn hỏi em, em đừng dùng thái độ này với anh, chúng ta mặc dù đã ly hôn, nhưng anh muốn chúng ta vẫn là bạn bè. Lâm Thanh Hồng tức giận nói, tức giận nói, anh xứng ư một người đã từng phản bội tôi, dựa vào cái gì mà đòi làm bạn với tôi. Tào tính nhìn ra tình hình có chút không ổn, lặng lẽ rời khỏi biệt thự của Lâm Thanh Hồng. Trình quốc bân đợi cho Tào tính đi khỏi, hắn lại rút một điếu thuốc lá ra châm, khi hút thuốc không nhịn được ho khan mấy tiếng. Lâm Thanh Hồng sau khi chút giận một chập xong cũng bình tĩnh lại, lạnh lùng nhìn Trình Quốc Bân, nói, sao không hút cho chết luôn đi. Trình Quốc Bân dùng sức giết một hơi rồi nhả khói, nói, đừng chú anh như vậy, chúng ta đã ly hôn rồi, anh cũng có làm chướng mắt em nữa đâu. Có gì thì nói mau đi, tôi không có thời gian nghe anh nói chuyện tào lao. Trình Quốc Bân nói, Thanh Hồng, anh thừa nhận anh đã có lỗi với em, nhưng anh và Tiểu Lô chỉ là gặp dịp thì chơi, là cô ta câu dẫn anh, em lại cả ngày không ở bên cạnh anh, cho nên anh. Lâm Thanh Hồng ngắt lời hắn, Trình Quốc Bân, anh có biết xấu hổ hay không? Chuyện gạo gũ thóc thối anh còn nhắc lại làm cái gì? Tôi nói cho anh biết, Tôi ly hôn với anh là bởi vì tôi cảm thấy mình bị sỉ nhục, anh nhìn lại mình đi, loại người như anh mà xứng với tôi à? Trình Quốc Bân nói, Thanh Hồng, em đối với anh vẫn còn có oán khí như vậy ư? Hết từ lâu rồi, tôi chẳng còn quan hệ gì với anh cả. Trình Quốc Bân nói, đa số nam nhân trên thế giới này đều như vậy, Lương Thành Long so với anh thì có tốt hơn không? Chỉ sợ sinh hoạt của hắn so với anh thì càng bậy bạ hơn. Lâm Thanh Hồng tức giận nói, anh cầm miệng lại cho tôi rồi cút ra ngoài, đừng để khói thuốc và những lời nói bị ổi của anh làm ảnh hưởng tới tâm tình của tôi. Trình Quốc Bân lạnh lùng cười một tiếng, hắn cầm một bức ảnh ném ra trước mặt Lâm Thanh Hồng, Lâm Thanh Hồng liếc bức ảnh một cái, cả người lập tức như bị sét đánh, trong ảnh cô ta chỉ mặc nội y, cơ hồ là hoàn toàn lõa lổ ôm Trương Dương, Lâm Thanh Hồng tuy nhiên đã là người trải đời, nhưng nhìn thấy bức ảnh này thì cô ta không thể nào bình tĩnh được nữa, hô hấp biến thành cấp xúc cầm bức ảnh đó lên. Trình Quốc Bân không nói gì, vừa quan sát đến vẻ mặt của Lâm Thanh Hồng vừa hút thuốc. Lâm Thanh Hồng nhìn bức ảnh đó, tâm loạn như ma, trong nhất thời những hình ảnh hỗn loạn trong đầu lần lượt đan xen vào với nhau, cô ta bắt mình phải trấn tĩnh lại, căm tức nhìn Trình Quốc Bân, nói anh ti bỉ lắm. Trình Quốc Bân nói, em đừng vội mắng anh ti bỉ, những bức ảnh này là người ta đưa cho anh, anh cũng không biết là ai chụp, anh tới đây dựa ảnh cho em xem, là muốn nhắc nhở em, Chúng ta tuy rằng không còn quan hệ hôn nhân, nhưng dù sao cũng từng là vợ chồng, anh vẫn quan tâm tới em. Không cần." Trình Quốc Bân nói, "Anh không biết em và thằng nhóc này có quan hệ gì, nhưng những bức ảnh này nếu lọt vào tay Lương Thành Long, em chắc biết hậu quả." Lâm Thanh Hồng cắn môi, cô ta tuy rằng cố gắng nhớ lại, nhưng bất kể là như thế nào cũng không nhớ nổi tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trình Quốc Bân ném ba bức ảnh còn lại lên bàn đứng dậy nói, em tự mình nghĩ cho kỹ đi, nếu như cần giúp đỡ, anh có thể. Không cần, anh hiện tại có thể đi được rồi. Lâm Thanh Hồng lạnh lùng từ chối hắn. Trình Quốc Bân cười khổ lắc đầu, xoay người rời khỏi biệt thự của Lâm Thanh Hồng. Đợi cho Trình Quốc Bân đi rồi, Lâm Thanh Hồng nhìn mấy bức ảnh trên bàn trà, ngây ra đó, nhất thời trong đầu trống rỗng, không biết mình nên đối diện với chuyện này như thế nào. Tuy rằng cô ta không biết tối hôm qua rốt cuộc dã xảy ra chuyện gì, nhưng người chụp những bức ảnh này khẳng định không có hảo ý, ảnh đã được đưa đến tay Trình Quốc Bân, không loại bỏ khả năng những bức ảnh này cũng được đưa đến tay Lương Thành Long. Lâm Thanh Hồng cảm thấy đây là một âm mưu, cô ta phải đi tìm Trương Dương, ở ngay trước mặt hỏi rõ tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lâm Thanh Hồng có thể kiến lập sự nghiệp như ngày nay tuyệt đối không phải là nhờ may mắn, cô ta có sự bình tĩnh hơn người và tâm cơ kín kẽ. Trước khi tìm Trương Dương, cô ta quyết định tới bệnh viện kiểm tra thân thể, xem xem mình rốt cuộc là có gì khác lạ không. Trương Dương và Lý Hồng Dương cùng nhau theo các đại biểu tới tham dự hội nghị đi đến sân thể dục núi Nhàn Vân tham gia lễ khai mạc giải Điền Kinh Toàn Quốc lần này, gió hôm nay rất lớn, ngồi ở trong sân thể dục rất lạnh, loại giải Điền Kinh này cũng không phải điểm nóng được người dân trong nước chú ý, vé vào cửa của lễ khai mạc cũng đều là hình thức tặng kèm, mặc dù là như vậy, trong sân thể dục cũng chỉ ngồi kín một phần ba, tuyệt đại đa số vị trí đều trống, Trương Dương và Lý Hồng Dương ngồi ở trên khán đài. Lý Hồng Dương bị gió thổi cho mũi đỏ ửng lên, y vừa dây mũi vừa nói, hôm nay sao lạnh thế? Trương Dương không thấy lạnh, hắn nhìn thấy sự vắng vẻ của lễ khai mạc lần này, trong lòng bỗng nhiên có chút thấp thỏm, giải điền kinh toàn quốc nói sao cũng có sức hấp dẫn hơn vận hội tỉnh của bọn họ, nhưng nhìn trước mặt, vé tặng miễn phí mà cũng cũng không có mấy người tới đây cổ động. Những người có mặt đại bộ phận đều là nhân công của tập đoàn sắt thép Thái Hồng, Lão tổng Triệu Vĩnh Phúc của tập đoàn Thái Hồng là thương nhân tài trợ chính của giải điền kinh lần này, không chỉ xuất tiền mà còn xuất người giúp chống đỡ thể diện. Trương Dương nhìn lên đài chủ tịch, thấy phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao quốc gia Lưu Thành Bình và lão tổng tập đoàn Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc ngồi cùng một chỗ, hai người đang cười nói gì đó. Khi Trương Dương nhìn bọn họ, ánh mắt của Triệu Vĩnh Phúc vừa hay liếc qua mặt Trương Dương, trong đôi mắt thâm thủy phủ một tầng ánh sáng lạnh lùng, ánh mắt này khiến Trương đại quan nhân rất không thoải mái có điều ánh mắt của triệu vĩnh phúc không hề dừng lại lâu trên mặt trương dương rất nhanh liền quay về chỗ lưu thành bình lưu thành bình cảm khái nói thi đấu điển kinh trong nước được ít người xem quá lễ khai mạc hôm nay căn bản là không có bao nhiêu người tới đây cổ động triệu vĩnh phúc cười nói thời tiết hơi lạnh lòng nhiệt tình của người dân đối với điển kinh quả thực không quá cao đây cũng là duyên cớ thiếu ngôi sao điển kinh đúng rồi chờ ngày mai nghiêu ra quân chính thức thi đấu tình huống sẽ khả quan hơn nhiều. Lưu Thành Bình tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, cũng chỉ có hiệu ứng ngôi sao của Ngưu Gia Quân mới có thể thu hút một số người xem, trong hạng mục khác căn bản không có tồn tại ngôi sao. Triệu Vĩnh Phúc nói, cho nên sự nghiệp điền kinh trong nước mới ảm đảm như vậy. Lưu Thành Bình cầm chén trà nâng chung lên uống, nói, đáng tiếc xí nghiệp ra trong nước nhiệt tình vì sự nghiệp thể dục thể thao giống như Vĩnh Phúc Huynh thật sự là quá ít, sự nghiệp thể dục thể thao xét đến cùng cũng phải dựa vào một chữ tiền. Không có tài chính sung túc làm bảo đảm, sự nghiệp thể dục thể thao của chúng ta cũng khó giành được phát triển có tính đột phá triệu vĩnh phúc nói tôi trước đây đã nói rồi nghề nghiệp hóa là con đường tất nhiên của thể thao nước nhà bóng đá đã bắt đầu đi theo con đường này rồi nhắc tới bóng đá lưu thành bình không khỏi nhớ tới câu lạc bộ bóng đá thái hồng của triệu vĩnh phúc sau sự kiện thái hồng vì đút lót trọng tài mà phải xuống hạng năm nay lại một lần nữa sát nhập vào ngoại hạng lưu thành bình nói vĩnh phúc huynh định đầu tư lớn vào bóng đá ư Triệu Vĩnh Phúc mỉm cười nói: "Sau sự kiện khán đài sân thể dục Đông Giang sập, Thái Hồng đã trải qua phong ba, chuyện lần đó khiến câu lạc bộ của chúng tôi chịu đả kích rất lớn." Lưu Thành Bình không nói gì, chuyện của câu lạc bộ Thái Hồng y biết rõ, Thái Hồng Vân An và đội thất tinh của tỉnh Bình Hải khi thi đấu, tổng giám đốc của câu lạc bộ Thái Hồng hối lộ trọng tài Chu Nghị 10 vạn nhân dân tệ, khiến cho Chu Nghị trong trận đấu đưa ra những xử lý thiên vị, dẫn tới sân bóng rối loạn tiếp theo đó đã xảy ra sự kiện khán đài sân thể dục Đông Giang sập làm chấn động cả nước, Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia và Hiệp hội Bóng đã đối với chuyện này cũng xử lý cực kỳ nghiêm khắc. Trực tiếp giáng cấp câu lạc bộ Thái Hồng, cũng tiến hành khởi tố tổng giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng là Cao Dũng và trọng tài chính Chu Nghị, hai người cũng đều bởi vì tội nhận hối lộ và đút lót mà bị bỏ tù. Là lão bằng hữu nhiều năm của Triệu Vĩnh Phúc, Lưu Thành Bình cũng hiểu y rất rõ sau khi thái hồng của triệu vĩnh phúc trở về giải ngoại hạng thế tất sẽ có đại động tác triệu vĩnh phúc nói tôi năm nay chuẩn bị dốc sức viện trợ mục tiêu năm nay vào giải ngoại hạng chính là chức quán quân từ đó làm phấn chân sĩ khí của thái hồng chúng tôi lưu thành bình nói các câu lạc bộ lớn đều đang tích cực đầu tư thực lực so với lúc các anh rời khỏi giải ngoại hạng thì tăng cường không ít năm đầu tiên quay lại đã muốn đoạt chức quán quân chỉ sợ là có chút khó khăn Triệu Vĩnh Phúc nói, đó là bởi vì hiện tại giải ngoại hạng đã trở thành giải đấu được toàn dân chú ý, nếu có thể đoạt giải quán quân, chẳng khác nào tuyên truyền một hình tượng tốt nhất cho tập đoàn của chúng tôi, khoản đầu tư này rất đáng giá. Lưu Thành Bình cười nói, tôi sau khi về kinh sẽ gặp mặt với phía hiệp hội bóng đá, Vĩnh Phúc huynh tốt nhất hãy dành thời gian đi một chuyến, bàn bạc trực tiếp là tốt nhất. Triệu Vĩnh Phúc gật đầu nói, còn có một việc muốn kính nhờ, Cao Dũng đã ra tù tôi muốn một lần nữa mời hắn đảm nhiệm trước tổng giám đốc câu lạc bộ Thái Hồng, phía hiệp hội bóng đã chắc sẽ gặp phiền phức, mong rằng hỗ trợ phối hợp một chút. Lưu Thành Bình gật đầu, chuyện này thật sự chút khó khăn, dù sao Cao Dũng lần trước là vì đút lót mà bị tội bỏ tù, hiện tại tuy rằng được thả rồi, nhưng nhanh như vậy đã trở về vị trí quản lý câu lạc bộ, chỉ sợ có thể tạo thành ảnh hưởng không tốt. Lưu Thành Bình và Triệu Vĩnh Phúc tương giao nhiều năm, Triệu Vĩnh Phúc đã mở lời, y cũng ngại từ chối, chỉ có thể tận lực giúp y thôi. Lễ khai mạc của Vân An lần này tổ chức rất bình thường, không khí hội trường lạnh tanh, trên cơ bản không có bất kỳ phong trào sôi nổi nào, chỉ khi Ngưu Gia Quân vào sân, tiếng vỗ tay mới nhiều hơn được một chút. Triệu Vĩnh Phúc nhìn chăm chú vào Ngưu Tuấn Sinh ở dưới đài, nói với Lưu Thành Bình, sau khi lễ khai mạc kết thúc, tôi an bài yến hội chiêu đãi ở khách sạn Thụy Long, tổng cộng 20 bàn. Lưu Thành Bình cười nói, lại khiến Vĩnh Phúc huynh tốn tiền rồi. Triệu Vĩnh Phúc cười ha ha, nói tốn gì đâu lấy của dân thì phải chi cho dân, đây cũng là một cách ủng hộ đối với sự nghiệp thể dục thể thao nước nhà mà. Sau khi lễ khai mạc kết thúc, tất cả quan viên của thể dục thể thao đều thượng đại, Trương Dương và Lý Hồng Dương ngồi cùng một chỗ, vừa mới ngồi xuống chưa được bao lâu, liền nhìn thấy Ngưu Tuấn Sinh và đám đệ tử của Y cũng lên xe, sau khi Ngưu Tuấn Sinh lên xe, không lập tức ngồi về phía sau mà nói với Trương Dương, đồng chí ngồi trên, ra sau ngồi đi. Thật ra chuyện vốn không có gì, nhưng như tuấn sinh khi nói chuyện trên mặt không có vẻ tươi cười rất nghiêm túc hơn nữa ngữ khí của y đầy vẻ ra lệnh trương đại quan nhân nghe rất khó chịu như tuấn sinh anh tuy rằng là vị huấn luyện viên nổi danh nhưng cũng không thể không coi ai ra gì như vậy được tôi dù sao cũng là cán bộ cấp chính ban anh bảo tôi ra sau ngồi là tôi phải đi à trương dương vẻ mặt khinh thường nhìn như tuấn sinh vì sao như tuấn sinh trợn mắt lên tôi nói này cậu thanh niên sao cậu lắm lời thế Trương Dương nói, tôi nói này đồng chí giả, anh lịch sự chút có được không? Trên xe nhiều chỗ như thế, anh vì sao bắt tôi nhường chỗ? Lúc này chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Duyên Đông Kim Thụ Cường mới lên xe, nhìn thấy hai người đang cãi nhau, vội vàng nói, đều là người một nhà, thông cảm cho nhau đi, thông cảm cho nhau đi. Như Tuấn sinh bởi vì có thành tích, danh tiếng trong giới thể thao trong nước nhất thời phong quang vô hạn, tất nhiên cũng trở nên kiêu căng, bình thường quen nghe nịnh hót rồi, không ngờ lại chạm phải cái đinh như vậy, y cảm thấy rất mất mấy mặt, vươn tay ra định đánh Trương Dương, may mà Kim Thụ Cường ngăn cản. Lý Hồng Dương cũng biết tính tình của Trương Dương, hắn chẳng buồn quan tâm danh khí của Ngưu Tuấn sinh lớn thế nào, chọc giận hắn kiểu gì cũng ăn đòn. Lý Hồng Dương vội vàng đứng dậy cản trước người Trương Dương, ngồi chỗ của tôi đi, ngồi chỗ của tôi đi. Trương Dương lạnh lùng nhìn Ngưu Tuấn Sinh, nghĩ thầm may cho mày đấy, không phải có hai người can thì lúc này mày đã bay ra ngoài xe rồi. Như Tuấn Sinh không ngồi, mà nhường cho nữ đệ tử Cao Minh của y ngồi, Cao Minh bị sai xe. Lúc này người trên xe đều cảm thấy Trương Dương không đúng, kỳ thật Trương Dương cũng vô tội, hắn cũng không phải là người hẹp hòi, như Tuấn Sinh Anh nếu trước đó khách khí một chút, nói rõ nguyên nhân ra, Trương Dương cũng sẽ nhường chỗ thôi, nhưng sau khi y đi lên, mặt mày vênh váo hất cầm ra lệnh bảo Trương Dương nhường chỗ ngồi, thế không phải là khi dễ người ta sao? Trương Đại Quan Nhân sao có thể cun cút nghe lời được? Ngưu Tuấn Sinh là hạng người được lý thì không chịu tha cho người khác, bình thường ngay cả chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Duyên Đông Kim Thụ Cường cũng ông khách khí với y, y căn bản không để loại cán bộ trẻ tuổi như Trương Dương vào trong mắt, dưới sự khuyên bảo của Kim Thụ Cường y ra sau ngồi, miệng thì vẫn lèm bèm, người trẻ tuổi bây giờ ngay cả một chút quan niệm đạo đức cũng không có. Trương Dương nghĩ thầm, tao cho dù không nhường chỗ cho mày thì cũng có liên quan gì tới đạo đức. Hắn mặc kệ như Tuấn Sinh, chỉ coi lời nói của y như gió thoảng bên tai cũng may như tuấn sinh lèm bèm vài câu thấy trương dương không quan tâm thì cũng thấy chán trương dương nhìn nhìn nữ vận động viên cao minh ở bên cạnh cũng không thấy cô ta có dấu hiệu say xe cao minh ý thức được trương dương đang nhìn mình lườm hắn một cái rồi quay mặt sang một bên trương dương cười thầm trong lòng cao minh này thật sự coi mình là thiên nga trắng ư nhìn bộ dạng của cô ta mặt mày thì đầy tàng nhang toàn thân không tìm ra được một chút hương vị nữ nhân nào Ánh mắt của Trương Đại Quan Nhân tả ác nhìn nhìn Ngược Cao Minh, sân bay hàng thật giá thật. Thật ra không chỉ riêng Cao Minh, đại đa số nữ vận động viên chạy đường dài đều là như vậy. Nhớ tới bộ ngực đẩy đà cao vút của Thường Hải Tâm, Trương Đại Quan Nhân không khỏi lại bắt đầu lòng xuân nhộn nhạo. Có điều nhộn nhạo thì nhộn nhạo, thằng ôn này hiện tại trong lòng vẫn chưa nắm chắc phản ứng của Thường Hải Tâm nằm ngoài dự kiến của hắn, đối với chuyện tối hôm qua không nhắc tới một chữ nào, chẳng lẽ cô bé này có thể coi như chưa có chuyện gì xảy ra? Trương đại quan nhân nghĩ không thông, thường hài tâm trên phương diện tình cảm có vẻ là cô gái bảo thủ, hơn nữa tối hôm qua còn là lần đầu tiên của cô ta. Tới khách sạn Thụy Long, trầm tư của Trương Dương cũng kết thúc, hắn đợi cho tới cuối cùng mới xuống xe, Lý Hồng Dương cùng hắn trước sau rời xe. Lý Hồng Dương nói, chủ nhiệm Trương đừng nóng giận, tính tình của danh nhân tự nhiên là hơi kiêu một chút. Trương Dương nói, tôi cũng chẳng thèm so đo với y. Lý Hồng Dương vừa rồi nhìn thấy toàn trình sự việc, chuyện này quả thực không trách Trương Dương được, là như Tuấn Sinh kia quá kiêu ngạo, y vốn đang định khuyên Trương Dương vài câu thì lúc này phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao Bình Hải Tạ Vân Phi cũng đi tới, khi đi qua bên cạnh Trương Dương liền khuyên bảo, "Tiểu Trương à, tính tình nóng này của cậu cũng phải thu liễm một chút đi, mọi người đều là đồng chí, phải đoàn kết chứ." Trương Dương cười cười, trong lòng đối với Tạ Vân Phi lại vô cùng khinh thường, có phải ai cũng là rùa đen rút đầu như ông đâu, thể diện của giới thể dục thể thao Bình Hải bị ông làm mất hết rồi còn đâu. Trương đại quan nhân ưa sĩ diện, trong hoạt động hội nghị lần này biểu hiện ra vinh dự tập thể yêu quý. Hắn cảm thấy Ủy ban thể dục thể thao Bình Hải không được Ủy ban thể dục thể thao quốc gia coi trọng, có thể là vì do hạng mục điền kinh của Bình Hải yếu thế, hơn nữa Tạ Vân Phi bản thân lại là cán bộ kém cỏi, Không có năng lực gì cả. Là phía chủ sự tiệc chưa, chủ tịch tập đoàn sắt thép Thái Hồng Triệu Vĩnh Phúc tự mình ra mặt nghinh đón. Đương nhiên người mà y nghênh đón là cán bộ chủ yếu của Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia, về phần những quan viên thể dục thể thao đến từ các nơi khác trong toàn quốc, thì do Tổng Giám đốc Cơ Nhược Nhạn của Tập đoàn Thái Hồng phụ trách tiếp đãi. Cơ Nhược Nhạn năm nay 30 tuổi, nếu đối với nữ tính mà nói thì cô ta đã không còn trẻ, nhưng nếu là Tổng Giám đốc Tập đoàn Sắt Thép Thái Hồng thì cô ta còn rất trẻ. Cơ Nhược Nhạn giá người rất cao, trong những cô gái mà Trương Dương quen, từ tần thanh ra ít có người cao bằng cơ nhược nhạn ước chừng cô ta phải cao tới 1 mét 7 lắm, hơn nữa dưới chân còn đi một đôi giày cao 7 phân, cơ nhược nhạn mặc dù là đứng trong đám đàn ông cũng như hạc giữa bầy gà, cô ta mặc áo da màu đen, váy màu đen, trên cổ thắt khăn lụa màu hồng vừa hay làm tôn lên vẻ nhu mì của nữ tính. Ngũ quan của cô ta vô cùng âu hóa, mỉm cười thong dong mà chấn định, bắt tay từng người khách quý ở trước mặt. Khi Trương Dương và cơ nhược nhạn bắt tay, cô ta đặc biệt lướt qua tấm thẻ cài trên ngực Trương Dương một cái, mỉm cười nói chủ nhiệm trương. Cửu ngưỡng đại danh, trương dương thế là dừng lại, tiếng tốt hay là tiếng xấu. Cơ nhược nhạn bật cười ha ha, trên người cô ta mang thao vẻ nữ tính bình thường, rất ít nhìn thấy quan khí. Nhưng do chiều cao cho nên khi nhìn người khác luôn có một loại khí thế bức người, cơ nhược nhạn nói, nửa tốt nửa xấu, có điều tôi vẫn tin vào phán đoán của bản thân. Trương Dương gật đầu nói, có cơ hội sẽ trao đổi nhiều hơn. Hắn xoay người đi vào đám người của ủy ban thể dục thể thao tỉnh bình hải ngồi cạnh nhau sau khi ngồi xuống tạ vân phi phát hiện thường hải tâm không tới hỏi trương dương tiểu thường không tới à trương dương nói cô ta bị bệnh ở lại khách sạn nghỉ ngơi tạ vân phi ồ một tiếng lại nói cha của cô ta là thường tụng bí thư thị ủy lam sơn tôi và bí thư thường quen rất thân trương dương nghĩ thầm anh là loại phế vật vô vi tầm thường thường tụng thì tính khí lại trái ngược làm sao mà đái chung một bô được Nói là đến ăn cơm, nhưng trước khi ăn cơm vẫn là do lãnh đạo lên phát biểu, Trương Dương đối với loại phát biểu lời nói giống tuyết này trước giờ đều không có hứng thú gì, ngồi ở đó ngáp liên tục. Lý Hồng Dương thì cho rằng mình tối hôm qua ngủ ngáy to quá khiến Trương Dương không ngủ được, liền áy náy bảo chủ nhiệm Trương, hay là tối nay tôi đến phòng cho lái xe ngủ. Ngủ cùng với hắn là những lái xe của Ủy ban Thể dục Thể thao Nam Võ, không ngủ ở đây nữa. Trương Dương cười nói, sao mà phát truyền tôi ngủ sâu lắm, không lo đâu. Lý Hồng Dương không hề biết rằng, thằng ôn này tối hôm qua hơn phân nửa đêm đều ngụm lặn trên người thường hải tâm, ngáp ngắn ngáp dài không liên quan gì tới việc y ngủ ngáy cả. Triệu Vĩnh Phúc và Lưu Thành Bình trước sau lên phát biểu, sau đó Khang Đông Thăng của Ủy ban Thể dục Thể thao tỉnh Vân An cũng lên bục phát biểu, vốn cho rằng bọn họ nói xong là xong, nhưng Nhiêu Tuấn Sinh cũng lên, đây là một phân đoạn mà phía chủ sự, tập đoàn sắt thép Thái Hồng đặc biệt an bài. An bài cho Ngưu Tuấn Sinh đáp tại tập đoàn sắt thép Thái Hồng thuận tiện viết chữ lưu niệm. Người trong giới thể dục thể thao trên cơ bản đều biết Ngưu Tuấn Sinh thích viết chữ, chữ viết cũng không tệ lắm. Thật ra loại chuyện này rất bình thường, bởi vì trên xã hội phổ biến cho rằng trình độ của ngôi sao văn thể không cao, tố chất cọc cạch không đồng đều, cho nên đám ngôi sao văn thể này cũng nghĩ biện pháp ở trong trường hợp công chúng tạo dựng hình tượng của mình. Ngưu Tuấn Sinh chính là một trong số đó, y chẳng những thích viết chữ còn thích thể hiện, nhất là trong những trường hợp công chúng. Người quen Nhiêu Tuấn Sinh cũng biết, Nhiêu Tuấn Sinh thích nhất là viết hai chữ bính bác. Hôm nay chữ mà y viết cũng vẫn là hai chữ bính bác này. Người trong nghề nhìn môn đạo, người ngoài nghề xem náo nhiệt, những khách khứ có mặt tại trường đa số đều là ngoại hành trong thư pháp, nhìn thấy Nhiêu Tuấn Sinh viết hai chữ này làm lễ vật đáp tạ tập đoàn sắt thép Thái Hồng, đều trầm trồ khen ngợi. Tràng diện náo nhiệt phi phàm. Triệu Vĩnh Phúc rất thích siêu tầm thư pháp, nhãn lực của y cũng rất không tầm thường, đương nhiên có thể nhìn ra bức tranh chữ này của Ngưu Tuấn Sinh cũng chỉ là tác phẩm bình thường, nhưng cái mà Triệu Vĩnh Phúc nhìn chúng không phải là bản thân thư pháp, mà là người viết thư pháp, Ngưu Tuấn Sinh và Ngưu Gia Quân mà y dẫn dắt rất, rất nổi tiếng trong giới điển kinh, liên đới chữ của y cũng có giá trị theo. Vốn Ngưu Tuấn Sinh viết chữ thì cũng không có gì, nhưng phía tập đoàn sắt thép Thái Hồng còn mời một vị lão gia tử của Viện Thi Hỏa tỉnh tới đây bình luận. Vị lão gia tử này run run đứng lên, từ tròm dâu trắng ở dưới cằm mà nhìn thì chắc cũng có chút trình độ, nhưng không ngờ toàn nói ra những lời nịnh hót. Khi lão bình luận, hiện trường yên lặng, cho nên khi y tang bốc xong, có người phát ra tiếng cười chế giễu, tiếng cười này đặc biệt chói tai, cũng rất khiến người ta chú ý. Người phát ra tiếng cười chính là Trương Dương, Trương Đại Quan Nhân, hắn vốn cũng muốn nhịn, nhưng thật sự là nhịn không được, lão gia tử này khen chữ Ngưu Tuấn sinh là hiếm có trong nhân gian, thậm chí nói y đừng làm điền kinh nữa, đổi nghề đi viết thư pháp chính là đại gia một phái đã thế không ngờ còn so sánh như tuấn sinh và thiên trì tiên sinh nói từ sau khi thiên trì tiên sinh qua đời cũng chưa nhìn thấy thư pháp nào đầy phong cách như thế này so sánh với người khác còn đỡ lấy thiên trì tiên sinh ra so sánh thế này không phải là vũ nhục thiên trì tiên sinh ư trương đại quan nhân tất nhiên là chịu không nổi ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía trương dương vị lão tiên sinh dâu bạc đó cũng nhìn, tiểu đồng chí, cậu có ý kiến bất đồng gì à? Trương Dương cười nói, chữ của thiên chỉ tiên sinh viết ông đã nhìn thấy chưa mà ở đây ăn nói lung tung. Chỉ với hai chữ này mà không ngờ dám cầm ra so sánh với thiên chỉ tiên sinh. Ông thế này là bất kính với thiên chỉ tiên sinh. Lão tiên sinh dâu bạc mặt đỏ bừng, lão lớn tiếng nói cậu cũng hiểu thư pháp ư. Trương Dương đứng dậy nói, tôi tuy rằng không hiểu, nhưng hai chữ này căn bản không thể vào được đại nhã chi đường. Câu này khiến Ngưu Tuấn Sinh tức giận đến sắc mặt xanh mét, y nhận ra Trương Dương chính là người vừa rồi ở trên ô tô phát sinh xung đột với y. Ngưu Tuấn Sinh cầm lấy microphone, nói, tôi cũng không thấy chữ của mình viết đẹp, nhưng chữ của tôi không phải là cho người ngoài nghề xem. Trương Dương mỉm cười đi tới, nói tôi là người ngoài nghề, tôi thừa nhận, nhưng ngay cả người ngoài nghề như tôi nhìn mà cũng không thấy đẹp, lấy ra hồ lộng người trong nghề, có phải là có chút đáng bị cười chê hay không? Cậu, Trương Dương nói, bức tranh chữ này của anh thoạt nhìn thì cũng giống như có một chút ý của thiên trì tiên sinh, tôi nghĩ anh chắc là rất sùng bái thiên trì tiên sinh, cho nên phỏng theo không ít bảng chữ mẫu của ông ấy, đáng tiếc tôi chắc là anh cũng không có bao nhiêu cơ hội nhìn thấy. Những gì mà anh phỏng theo toàn bộ là tác phẩm khi ông ấy mới hơn 30 tuổi, cho dù là cảnh giới phỏng theo cũng phân ra rất nhiều loại, tác phẩm mô phỏng tốt thì có cả hình và thần, mà bức tranh chữ này thì chính là ứng với một câu. Trương đại quan nhân cố ý dừng lại, sự chú ý của mọi người lúc này đều tập trung lên mặt hắn, lão tiên sinh dâu bạc tức giận đến nỗi dâu vỉnh lên, như tuấn sinh cũng tức giận đến nỗi mặt tái nhợt. Trương Dương lớn tiếng nói, vẽ hổ không thành ngược lại giống chó. Lời vừa nói ra, tứ tọa giai kinh, phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải tạ Vân Phi trong lòng lột cộp, thầm nghĩ tao hiện tại tính là nhận rõ mày rồi, mày chính là một hỗn thế ma vương, một hỗn thế ma vương chỉ sợ thiên hạ không loạt sớm biết rằng nam tích phái mày tới đây, tao dù chết cũng không tới đâu, ai con mẹ nó nguyện ý giúp mày đỡ xét chứ. Trong những người có mặt ở đây cũng có mấy người hiểu thư pháp, bọn họ cho rằng những gì mà Trương Dương nói quả thực rất có đạo lý, cũng là nói thật, chữ Nhiêu Tuấn sinh viết tối đa chỉ có thể tính là bình thường, vậy mà lão nhân dâu bạc đó lại tâng bốc quá mơ hồ. Nhưng cho dù là vậy, Trương Dương anh cũng không nên ở nơi đông người vạch trần người ta, vị trí của Ngưu Tuấn Sinh hiện tại trong giới điền kinh có thể coi là đức cao vọng trọng, những lời này vừa rồi của Trương Dương không phải là tát hắn ở trước mặt mọi người ư? Ngưu Tuấn Sinh lại là một người rất ưa sĩ diện, y bị những lời này của Trương Dương nói cho suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ, lửa giận của y trước giờ không nhỏ, sau khi nhận ra Trương Dương chính là tên tiểu tư ở trên xe cự tuyệt nhường chỗ như tuấn sinh cho rằng thằng ôn này đứng ra nói những lời này là để trả thù mình cũng có không ít người cho rằng trương dương là muốn là muốn khoe mẽ trương dương điểm xuất phát của trương dương rất đơn giản thiên trì tiên sinh là ai chứ là một trong số ít người mà trương dương thật sự kính nể trương dương đối với thiên trì tiên sinh vẫn luôn dùng lễ đệ tử trong mắt hắn thiên trì tiên sinh chính là lão sư của hắn như tuấn sinh anh hà đức hà năng tùy tiện vẽ vài nét bút là có thể khảnh khẳng đánh đồng với thiên trì tiên sinh ư thế này không phải là vũ nhục đối với lão tiên sinh ư. Loại tâm lý này rất bình thường, nếu đổi lại là bất kỳ một vị đệ tử nào của thiên trì tiên sinh có mặt ở đây, cũng sẽ cảm thấy phản cảm với những lời a à rô nịnh hót vừa rồi của lão nhân dâu bạc, có điều có gan công nhiên đứng ra phản đối chỉ sợ cũng chỉ có một mình Trương Dương mà thôi. Như Tuấn sinh chỉ vào Trương Dương, hét lớn, cậu thì biết cái gì, cậu biết thư pháp không? Nếu không phải bận tâm đến thân phận địa vị hiện tại của y, Như Tuấn sinh hận không thể xông lên, một quyền đấm vỡ mặt trương dương trương dương cười nói có biết hay không không phải cứ nói là được hắn từ tốn bước lên đài chủ tịch phóng viên ở hiện trường bắt đầu trở nên hưng phấn đối với bọn họ mà nói càng là xung đột thì càng hấp dẫn càng có tin tức có giá trị ánh sáng huỳnh quang liên tiếp lóe lên đa số vẫn tập trung trên người như tuấn sinh đương nhiên cũng có số ít chĩa vào trương dương triệu vĩnh phúc lẳng lặng nhìn trương dương tuy rằng y và trương dương chưa có tiếp xúc trực tiếp gì nhưng vì chuyện của con trai, y cũng biết được rất nhiều chuyện của người trẻ tuổi này. Phó chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao Quốc gia Lưu Thành Bình trên mặt đã lộ ra vẻ không vui, ngày hôm qua thằng Ôn này ở trước mặt mọi người đâm vào đại giá của mình, hôm nay lại làm náo loạn ở đây, thật sự là vô tổ chức vô kỷ luật, ánh mắt của Lưu Thành Bình liếc về phía Tạ Vân Phi ngồi ở phía dưới. Tạ Vân Phi từ trong mắt của Lưu Thành Bình lập tức lĩnh hội được ý tứ trách cứ và không vui, trong lòng cũng khổ không nói nổi xem ra Lưu Thành Bình lại ghi món nợ này lên đầu mình rồi, lần này đi công tác thật sự là gặp xui xẻo. Trương Dương đi tới bên cạnh cơ nhược nhạn, cười cười với cô ta, cơ tổng, tôi cũng tặng cô hai chữ nhé. Những lời này của Trương Dương vừa ra khỏi miệng, bên dưới có không ít người đều bật cười. Nguyên nhân bật cười rất đơn giản, mọi người đều cho rằng Trương Dương không thức thời. Anh trong giới thể dục thể thao nam tích còn có thể tính là nhân vật số một, nhưng ở trong loại trường hợp này, một cán bộ cấp ban như anh thì tính là gì? Căn bản là không đáng được chú ý, anh cho rằng người nào lên đây cũng có thể đề chữ à? Cái đó phải nhìn vào thân phận địa vị, như Tuấn Sinh có thể đề chữ, Lưu Thành Bình có tư cách đề chữ, nhưng cho dù là phó chủ nhiệm ủy ban thể dục thể thao tỉnh Bình Hải Tạ Vân Phi của các vị cũng chưa có tư cách này, thằng ôn anh thì tính là gì? Cơ nhược nhạn cười cười, cô ta nói khẽ, được, để chúng tôi được thưởng thức mặc bảo của chủ nhiệm trương. Ngưu Tuấn Sinh lạnh lùng nhìn Trương Dương, y thầm nghĩ trong lòng, mày là tự chuốc lấy nhục nhé. Ngưu Tuấn Sinh cũng hiểu rõ thư pháp của mình trong giới thư pháp cũng không tính là đại gia gì cả. Nhưng y luôn cho rằng mình là một người viết chữ đẹp nhất trong giới thể dục thể thao. Trương Dương mỉm cười đi tới trước thư án, hắn nhìn nhìn hai chữ bính bác đó, cười nói chứ tôi viết thì không ra sao cả, có điều khi ở Kinh Thành, may mắn được thiên chỉ tiên sinh chỉ điểm, trong lòng tôi, sớm đã coi thiên trì tiên sinh là lão sư của tôi có điều khi thiên trì tiên sinh còn sống nhất quyết không nhận tôi làm đồ đệ sợ chữ tôi viết quá xấu làm ô danh lão nhân gia vừa rồi nghe vị lão tiên sinh này luôn miệng nói hai chữ này đã vượt qua thiên trì tiên sinh tôi cảm thấy lão tiên sinh giả rồi mắt hoa rồi cho nên tôi viết mấy chữ để chứng minh một chút viết gì bây giờ bên dưới có người hiếu sự gào lên cũng viết hai chữ bính bác đi trương dương cười ha ha nói, đều viết bính bác thì không có ý tứ gì cả, anh đã bính bác rồi, tôi sẽ viết chữ mới. Thằng ôn này cầm bút lông, sau khi chấm vào mực, xoẹt xoẹt xoẹt, vừa nhìn động tác cầm bút và vận bút của hắn, hiện trường nhất thời im ắng. Người đầu tiên im lặng chính là vị lão gia tử dâu trắng đó, lão đã nhìn ra rồi, cậu thanh niên này không thể coi thường được, chỉ từ khí thế vận bút mà nhìn đã biết là luyện gia tử rồi, tuyệt đối không đơn giản. Trương Dương viết xong, đặt bút lông lên giá bút cơ nhược nhạn ghé tới, nhìn hai chữ mà Trương Dương viết, trong lòng mắng thầm, thằng ôn anh đúng là hồn đản Chỉ thấy trên giấy tắng rồng bay phương múa viết hai chữ to, bác khởi dựng lên. Lão tiên sinh dâu bạc của viện thi họa đó khi nhìn thấy hai chữ này, cả người giống như ngây đơ ra đó, người của giới thư pháp chưa từng kiến thức mặc bảo của thiên chỉ tiên sinh cơ hồ là tìm không thấy. Lão vừa rồi tâng bốc như tuấn sinh quả thực có chút quá lố, có điều hôm nay lão là tới cổ động, cổ động cũng có phí cắt xê, phí dịch vụ mà phía tập đoàn Thái Hồng Chi trả rất hậu đãi, lão tiên sinh cao hứng nên ra sức khen Ngưu Tuấn Sinh, nhưng không cẩn thận khen quá đà, lão cũng không ngờ ở hiện trường lại có một người có nguồn gốc sâu xa với thiên trì tiên sinh. Nhìn thấy hai chữ này của Trương Dương, cảm thụ trong lòng lão chỉ có thể dùng hai từ chấn hám để hình dung, cả đời lão cũng đừng hòng viết ra nổi hai chữ này, đừng nhìn lão cả đời viết thư pháp, nhưng vẫn chưa tới được cảnh giới của Trương Dương. Ánh mắt của Lưu Thành Bình và Triệu Vĩnh Phúc lúc này cũng dính lên bức tranh chữ đó. Nhìn thấy hai chữ bác khởi, trong lòng hai người đều mắng thằng ôn này là đồ hỗn đản Nhưng bọn họ lại không thể không thừa nhận hai chữ này viết thật sự rất đẹp. Bên dưới trở lên ồn ào, mọi người đều nhao nhao đòi dựng hai chữ mà Trương Dương viết cho mọi người xem. Cơ Nhược Nhãn có chút khó xử nhìn về phía Triệu Vĩnh Phúc. Triệu Vĩnh Phúc nháy mắt. Cơ Nhược Nhãn lúc này mới gọi hai cô gái lễ tân lên dựng bức tranh của Trương Dương lên trước mặt mọi người. Khi bức tranh chữ của Trương Dương được dựng bên cạnh bức của Ngưu Tuấn Sinh, mặc dù là người ngoài nghề cũng đều nhìn ra, hai bức tranh này hơn kém nhau không phải một bậc hai bậc. Mặt của Ngưu Tuấn Sinh lúc này biến thành như gan lợn, rất khó coi, con mẹ nó rất khó coi, đây không phải là tát y ở trước mặt mọi người, mà đánh xong còn nhổ nước bọt lên mặt y nữa. Ánh đèn máy ảnh liên tục lóe lên, hoàn toàn ghi lại bộ dạng xấu hổ của Ngưu Tuấn Sinh. Audio điện tử Võ Tấn Bền